tài xế mới vừa rồi hoàn toàn thuộc về người kinh khủng bên trong, không có nghe được tiểu thất đối với Trần Thần bọn họ nói chuyện, hắn mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là xuống xe. Sau khi xuống xe tài xế cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại, phát hiện ngừng ở đường xe lên xe tang không thấy, phát hiện màn này, hắn mau lên xe, có thể nhìn thấy xe tang rồi. Hắn quay đầu lại nói, tiểu huynh đệ, ta xuống xe không nhìn thấy xe tang, thì ra là như vậy, tiểu thất chậm rãi gật đầu, nhìn bác tài đạo, bác tài. Người đem ta môn đưa đến quán rượu sau đó, cũng xuống xe theo, nhớ ta sau đó nói, có thể bảo đảm ngươi một mạng, thật tốt, tài xế mạnh mẽ điểm đầu, tiểu thất đạo. Người đi theo chúng ta sau khi xuống xe, trong vòng 3 ngày không muốn mở lại chiếc xe taxi này, 3 ngày đi qua, đem xe đưa đi xe kiểm, nếu như xe không có vấn đề. Nhanh tới đây tìm ta, nói xong, tiểu thất đem số điện thoại của mình nói cho rồi bác tài, tài xế hai tay run run ghi nhớ tiểu thất số điện thoại, hắn thấp giọng hỏi, tiểu huynh đệ. Tại sao phải qua 3 ngày, tiểu thất giải thích nói, xe tang tìm tới một người, vậy đã nói rõ người kia sắp chết, bất quá, chỉ cần 3 ngày thời gian vừa qua, xe tang dĩ nhiên là sẽ biến mất. Đi tìm mục tiêu kế tiếp, ta xem bác tài người ấn đường đầy đặn, không giống đoản mệnh người, lần này gặp phải xe tang, có thể sẽ xảy ra bất trắc. Có thể ngươi xuống xe taxi không nhìn thấy xe tang, như vậy thì nói rõ ngoài ý muốn là ở trên xe taxi phát sinh, chỉ cần ngươi 3 ngày không động vào chiếc xe taxi này. Hẳn là liền không có vấn đề, bác tài nghe nói như vậy, như được đại xá không ngừng nói cảm ơn, tiểu thất khoát tay một cái, xuất ra thiên bút, đạo, bác tài. Đưa ngươi bàn tay vươn ra, bác tài bàn tay đưa đến trước mặt tiểu thất dùng thiên bút đâm thủng hắn ngón giữa, chấm một điểm máu tươi, tại hắn lòng bàn tay họa một đạo linh phù. Ngay sau đó giao phó đạo, trong vòng 3 ngày, không thể đem bàn tay linh phù giặt sạch đi, nhưng nếu là không cẩn thận mòn, yên tâm, mài không hết. Đạo linh phù này chỉ có thể dùng nước mới có thể giặt sạch đi, tài xế gật đầu một cái, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên tay trái. Xe tang trung tấm kia trắng bệch khuôn mặt hướng về phía hắn lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, sau đó lái đi, tiểu thất không yên tâm bác tài lái xe nữa, liền để cho hắn và từ lão đầu học trò đổi chỗ. Để cho từ lão đầu học trò lái xe, tài xế cũng minh bạch nguyên do trong đó, rất sảng khoái đổi vị trí 8 sau 9 phút đi tới lúc trước nói tốt cửa tửu điếm. Từ lão đầu một cái học trò đã chờ ở cửa, đem xe đậu ở chỗ đậu xe lên, mấy người liền xuống xe, sau khi xuống xe tiểu thất đối với bác tài nói, ngươi và quán rượu nói một chút. Xe đậu ở chỗ này 3 ngày, trước tại bắt đầu, ngươi không thể đụng vào chiếc xe taxi này, vậy nếu là những người khác đụng có thể hay không xảy ra chuyện, sẽ, mấy người vào quán rượu. Có câu nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cho quán rượu một ít tiền đậu xe, quán rượu nhân viên quản lý liền đáp ứng rồi, sau đó, tài xế nói tạ mấy câu, liền rời đi. Tiểu thất bọn họ vào thang máy, Trần Thần hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi tại sao hào tâm như vậy giúp hắn? Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 601, xe tang đi qua 2 ngày 1 đêm lắc lư, nửa đường còn đổi ngồi một lần, tiểu thất bọn họ rốt cục thì đi tới Tây Nam một bên một cái tỉnh hội Xuân Thành. Đi tới Xuân Thành lúc chính là giữa trưa, Xuân Thành khí trời so với Thái Thành xác thực muốn tốt rất nhiều, ra trạm xe, mấy người tựu đánh xe tìm khách sạn nghỉ ngơi, tại trên xe lửa lúc. Cũng không có nghỉ ngơi tốt, lên xe taxi, bác tài hỏi, các ngươi mấy vị phải đi nơi nào, tiểu thất suy nghĩ một chút, để cho tài xế đưa mấy người đến Xuân Thành sang trọng nhất quán rượu. Dù sao cũng không cần chính mình trả tiền, lái đến nửa đường, một cái đèn xanh đèn đỏ lúc, xe taxi ngừng lại, tiểu thất nhìn trước mặt chiếc xe kia, hỏi, bác tài.
phía trước là không phải một chiếc xe tang, tài xế nhìn một cái, ngay sau đó gật đầu một cái, không sai chính là một chiếc xe tang, rời xe tang xa một chút. Rất xui xẻo, tài xế nghe nói như vậy, nhất thời nở nụ cười, phút chốc, hắn nói, tiểu tử, xe tang chẳng qua là chịu chết người đi hỏa táng, có cái gì xui xẻo, tiểu thất không nói gì. Mà là cao mày nhìn chằm chằm xe tang, Trần Thần cũng nhìn xe tang liếc mắt, không có nhìn ra manh mối gì, ngồi ở bên người Từ lão đầu nghi hoặc vấn đạo, Vương tiểu tử. Chẳng lẽ chiếc này xe tang có vấn đề, nửa phút trái phải, đèn đỏ liền đèn xanh, xe tang đi thẳng, tiểu thất bọn họ ngồi taxi quẹo phải, thấy màn này, tiểu thất nhẹ nhàng một hơi thở. Mới vừa trả lời Từ lão đầu lúc trước vấn đề, chiếc này xe tang không phải thật xe, không phải thật xe, chẳng lẽ là giả? Từ lão đầu bọn họ một mặt kinh ngạc nhìn tiểu thất. Tiểu thất nhìn bọn họ liếc mắt, chậm rãi phun ra ba chữ, u linh xe là cái gì xe? Tiểu thất giải thích nói, u linh xe tại trên đường chính chạy. Là vì tìm thích hợp xe tăng mục tiêu, nói cách khác, nhìn đến u linh xe cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện, tiểu tử ngươi thật biết nói đùa, bác tài không tin tiểu thất mà nói, cười nói. Tiểu thất khẽ cười một tiếng, đối với bác tài nói, ngươi hỏi một chút phía sau xe taxi kia, bọn họ có thể không thể nhìn thấy mới vừa rồi chiếc này xe tăng, bác tài. Ta đây có thể là vì tốt cho ngươi, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nhìn đến u linh xe, cho nên gần đây ba ngày này, ngươi lái xe lên đường làm việc loại hình. Muôn vàn cẩn thận, tài xế nhìn tiểu thất không giống đang nói đùa, nhìn một cái kính chiếu hậu, sau đó dùng xe tải điện thoại vô tuyến hỏi dò phía sau tài xế xe taxi. Bởi vì tiểu thất bọn họ 5 người, mà một chiếc xe taxi chỉ có thể ngồi 4 người, Từ lão đầu một cái học trò liền đơn độc lên một chiếc xe, hồi lâu, bác tài buông xuống điện thoại vô tuyến. Thần tình có vẻ hơi kinh hoàng, một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, ta hỏi. Bọn họ không nhìn thấy phía trước có xe tang, xem ra chiếc này xe tang đặc biệt là vì ngươi tới, nghe được tiểu thất lời này, bác tài đánh một cái phương hướng, thắng gấp dừng xe ở ven đường. Hắn quay đầu nhìn tiểu thất vội vàng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi vậy mà biết nhiều như vậy, có hay không hóa giải biện pháp, tài xế bây giờ là hoàn toàn tin tưởng tiểu thất lời nói. Không có cách nào chính hắn cũng xác nhận, trừ cái này chiếc xe người, những người khác không nhìn thấy mới vừa rồi chiếc kia xe tang, tiểu thất không trả lời. Mà là nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, xe tang ngừng ở bên cạnh, mọi người nghe vậy nhìn, quả nhiên nhìn thấy xe tang dừng tại bọn họ ngồi taxi bên cạnh. Hơn nữa ngay tại chủ đường xe lên, xe phía sau chiếc một chiếc tiếp lấy một chiếc theo xe tang trung gian lái qua, tài xế sắc mặt trắng bệch, lần này càng thêm tin chắc lúc này. Xe tang cửa sổ quay xuống, một trương trắng bệch khuôn mặt tiến vào trong tầm mắt mọi người, Từ lão đầu bọn họ khiếp sợ nhìn xe tang trung tấm kia trắng bệch khuôn mặt. Bởi vì gương mặt đó thình lình cùng tài xế xe taxi giống nhau như đúc, tài xế xe taxi ánh mắt kinh khủng, xe tang người trong, chính là một cái người chết, chỉ có người chết mới mặc lấy thọ y. Gương mặt không có chút huyết sắc nào, tài xế không dám lại nhìn, cúi đầu, cơ thể hơi run rẩy, tiểu thất nhìn xe tang liếc mắt, ngay sau đó đối với Trần Thần nói, ngươi xuống xe nhìn một chút. Còn có thể hay không nhìn thấy xe tang, Trần Thần gật đầu một cái, mở cửa xe đi xuống, phút chốc, hắn trở lên xe, đạo, xuống xe về sau liền không thấy được tiểu thất gật đầu một cái. Đối với Từ lão đầu bọn họ cũng nói giống vậy mà nói, bọn họ sau khi xuống xe cũng không nhìn thấy xe tang, tiểu thất vỗ nhẹ nhẹ một cái bác tài bả vai, hắn mạnh mẽ quay đầu lại, tiểu. Tiểu huynh đệ làm cái gì, bác tài ngươi xuống xe một hồi, thử một chút còn có thể hay không nhìn thấy xe tang. Tài xế mới vừa rồi hoàn toàn thuộc về người kinh khủng.
Tài xế mới vừa rồi hoàn toàn thuộc về người kinh khủng bên trong, không có nghe được tiểu thất đối với Trần Thần bọn họ nói chuyện, hắn mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là xuống xe. Sau khi xuống xe, tài xế cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại, phát hiện ngừng ở đường xe lên xe tang không thấy, phát hiện màn này, hắn mau lên xe, có thể nhìn thấy xe tang rồi. Hắn quay đầu lại nói, tiểu huynh đệ, ta xuống xe không nhìn thấy xe tang, thì ra là như vậy, tiểu thất chậm rãi gật đầu, nhìn bác tài đạo, bác tài. Người đem ta môn đưa đến quán rượu sau đó, cũng xuống xe theo, nhớ ta sau đó nói, có thể bảo đảm ngươi một mạng, thật tốt, tài xế mạnh mẽ điểm đầu, tiểu thất đạo. Người đi theo chúng ta sau khi xuống xe, trong vòng 3 ngày không muốn mở lại chiếc xe taxi này, 3 ngày đi qua, đem xe đưa đi xe kiểm, nếu như xe không có vấn đề. Nhanh tới đây tìm ta, nói xong, tiểu thất đem số điện thoại của mình nói cho rồi bác tài, tài xế hai tay run run ghi nhớ tiểu thất số điện thoại, hắn thấp giọng hỏi, tiểu huynh đệ. Tại sao phải qua 3 ngày, tiểu thất giải thích nói, xe tang tìm tới một người, vậy đã nói rõ người kia sắp chết, bất quá, chỉ cần 3 ngày thời gian vừa qua, xe tang dĩ nhiên là sẽ biến mất. Đi tìm mục tiêu kế tiếp, ta xem bác tài người ấn đường đầy đặn, không giống đoản mệnh người, lần này gặp phải xe tang, có thể sẽ xảy ra bất trắc. Có thể ngươi xuống xe taxi không nhìn thấy xe tang, như vậy thì nói rõ ngoài ý muốn là ở trên xe taxi phát sinh, chỉ cần ngươi 3 ngày không động vào chiếc xe taxi này. Hẳn là liền không có vấn đề, bác tài nghe nói như vậy, như được đại xá không ngừng nói cảm ơn, tiểu thất khoát tay một cái, xuất ra thiên bút, đạo, bác tài. Đưa ngươi bàn tay vươn ra, bác tài bàn tay đưa đến trước mặt tiểu thất dùng thiên bút đâm thủng hắn ngón giữa, chấm một điểm máu tươi, tại hắn lòng bàn tay họa một đạo linh phù. Ngay sau đó giao phó đạo, trong vòng 3 ngày, không thể đem bàn tay linh phù giặt sạch đi, nhưng nếu là không cẩn thận mòn, yên tâm, mài không hết. Đạo linh phù này chỉ có thể dùng nước mới có thể giặt sạch đi, tài xế gật đầu một cái, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên tay trái. Xe tang trung tấm kia trắng bệch khuôn mặt hướng về phía hắn lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, sau đó lái đi, tiểu thất không yên tâm bác tài lái xe nữa, liền để cho hắn và từ lão đầu học trò đổi chỗ. Để cho từ lão đầu học trò lái xe, tài xế cũng minh bạch nguyên do trong đó, rất sảng khoái đổi vị trí 8 sau 9 phút đi tới lúc trước nói tốt cửa tửu điếm. Từ lão đầu một cái học trò đã chờ ở cửa, đem xe đậu ở chỗ đậu xe lên, mấy người liền xuống xe, sau khi xuống xe tiểu thất đối với bác tài nói, ngươi và quán rượu nói một chút. Xe đậu ở chỗ này 3 ngày, trước tại bắt đầu, ngươi không thể đụng vào chiếc xe taxi này, vậy nếu là những người khác đụng có thể hay không xảy ra chuyện, sẽ, mấy người vào quán rượu. Có câu nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cho quán rượu một ít tiền đậu xe, quán rượu nhân viên quản lý liền đáp ứng rồi, sau đó, tài xế nói tạ mấy câu, liền rời đi. Tiểu thất bọn họ vào thang máy, Trần Thần hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi tại sao hào tâm như vậy giúp hắn? Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 602, xe tang hai nghe được Trần Thần mà nói, tiểu thất tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đạo. Chẳng lẽ ta lúc trước không hảo tâm sao, Trần Thần hậm hực cười một tiếng, làm sao sẽ, sư phụ vẫn luôn là người tốt, tiểu thất đào cặp mắt trắng dã thu hồi ánh mắt từ tốn nói. Người tài xế kia sư phụ là một người tốt, ta chỉ có thể nói mạng hắn không có đến tuyệt lộ, ồ nha, từ lão đầu không nói gì nói. Ta còn nói trên cái thế giới này không có đáng chết người đây, tiểu thất nhún vai một cái, mấy người đi tới trước đài đặt trước hai gian phòng, quán rượu này cao vô cùng. 8 tầng đi lên là chỗ ở địa phương, 3 đến 7 tầng là hưu nhàn nơi, sau khi tiến vào phòng, tiểu thất nhất thời sợ ngây người, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua như vậy sang trọng căn hộ.
căn phòng là dựa theo kiểu Âu Châu phong cách trang sức, nguy nga lộng lẫy, quả thực sáng mù cặp mắt. Đi tới phòng ở gian phòng này còn có một cái rất lớn sân thượng, đi tới trên ban công. Dương mắt nhìn ra xa, Xuân Thành cảnh sắc thu hết vào mắt, như thế sang trọng căn phòng, khó trách giá tiền đắt như vậy, cũng may không phải mình trả tiền, bảo bảo theo trong túi vải chui ra. Tiểu tử nghiêng đầu qua nhìn chung quanh, sau đó nhảy tới trên giường cao hứng nhảy về phía trước lên, tiểu thất cũng không để ý bảo bảo. Dù sao tên tiểu tử này cũng đánh không hư nơi này bất kỳ vật gì, từ lão đầu bọn họ căn phòng tại tiểu thất hai người đối diện này mấy tầng lầu đều là loại này sang trọng căn hộ. Chỉ là lớn nhỏ vấn đề, nhìn một hồi phong cảnh, tiểu thất tiến vào phòng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, ngồi hai ngày một dạ hỏa xe cũng mệt đến ngất ngư, hơn 8 giờ tối chung. Từ lão đầu thầy cho ba người gõ cửa phòng, cùng Trần Thần nói mấy câu, sau đó vào phòng đem tiểu thất đánh thức, đi xuống lầu ăn cơm, quán rượu phòng ăn tại lầu 2. Nơi này thức ăn có điểm đặc sắc, ăn mấy người miệng đầy dầu mỡ, cơm nước xong lên lầu, từ lão đầu đi tới bên cửa sổ nhìn xa xa, vậy cho dù là đêm tối cũng như cũ dễ thấy đám mây, đạo. Vương tiểu tử, ngươi có thể xác định hay không Trúc Dung Thạch sẽ đáp xuống nơi nào, nghe vậy, tiểu thất dương mắt vừa nhìn, ngay sau đó nói. Miêu cương thánh tộc thật là rơi vào miêu cương thánh tộc chỗ ở trong phạm vi, không sai, chính ngươi xem đi, theo chúng ta phương vị này nhìn, là phía đằng tây hướng. Mà miêu cương thánh tộc chính ở bên kia, lần này Trúc Dung Thạch xuất thế, là muốn vén lên tinh phong huyết vũ rồi, từ lão đầu đảo trong mắt một vòng, vương tiểu tử. Chúng ta có thể không đi không, tiểu thất nhìn từ lão đầu liếc mắt, có thể nha, cái này là tự lựa chọn. Không nói nhất định phải đi, vậy thì tốt, tiểu thất đào. Từ lão đầu ngươi không phải là sợ chưa, nghe lời này một cái, từ lão đầu nóng này, hét lớn một tiếng, đánh giám, tại chữ ta điển cũng chưa có sợ hãi hai chữ, thấy vậy. Tiểu thất cười một tiếng, lão tiểu tử này chính là đến chết vẫn sĩ diện điển hình, trò chuyện không có mấy câu, từ lão đầu liền thở phì phò cùng hắn hai cái học trò trở về phòng đi nghỉ. Tiểu thất bất đắc dĩ cười một tiếng, lão đầu này thật đúng là thú vị, ngày kế sáng sớm hơn 8 giờ sáng, tiểu thất điện thoại vang lên, lấy ra vừa nhìn, là Xuân Thành dãy số. Hẳn là cái kia tài xế xe taxi đánh tới, tiếp thông điện thoại, nghe một chút thanh âm, quả nhiên là hắn trong điện thoại thanh âm hiện ra rất khẩn trương. Nói cho tiểu thất ngừng ở cửa tiểu điếm xe taxi không thấy, tiểu thất ngồi dậy, cuống cuồng vừa hỏi, tài xế xe taxi nói mình chưa có tới đem lái xe đi, chính hắn cũng phi thường nghi ngờ. Đây nếu là hại người khác có thể sẽ không tốt, tiểu thất để cho hắn gọi điện thoại báo động, liền nói xe mình bị trộm, tài xế trong điện thoại nói mình biết, lập tức báo động. Bác tài mang đến tin tức này, cũng xua tan tiểu thất buồn ngủ, thức dậy rửa mặt một hồi, một thân một mình đi xuống lầu, tại cửa tiểu điếm thấy được tài xế xe taxi sư phụ. Hắn vừa nhìn thấy tiểu thất gấp vội vàng nghênh đón, tiểu thất nhìn lấy hắn trắng bệch gương mặt, lông mày nhướn lên, đạo, ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, ai? Nơi nào có thể nghỉ ngơi tốt, người ngày hôm qua nói lời nói kia, một mực ở trong đầu ta vang vọng, tài xế thở dài nói, tiểu thất khóe miệng hiện lên một nụ cười, thật là sống chán ngán. Dám đến trước mặt mình dương oai, tài xế vừa dứt lời, tiểu thất bắt lại cổ tay hắn, định thần nhìn lại, chính mình vẽ ở tài xế lòng bàn tay linh phù đã không thấy, bất quá. Thật là không thấy sao, tại phòng khách quán rượu tìm một trên đất ngồi xuống, hỏi thăm một chút tình huống, trước mặt mũi này bàng trắng bệch tài xế, rất nhiều vấn đề đều không hợp nhau. Tiểu thất trong lòng âm thầm khẳng định, trước mắt là một cái hàng giả, nói không chừng chính là xe tang chung cái kia. Ước chừng đi qua vài chục phút, một xe cảnh sát dừng ở cửa tiểu điếm, tiểu thất dương mắt nhìn, gặp được tài xế xe taxi mang theo ba cái cảnh sát đi vào quán rượu.
vỗ một cái bên cạnh vị này hàng già, chỉ cửa đạo, chính chủ tới, bên cạnh hàng già quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, đứng dậy liền muốn chạy trốn, tiểu thất đứng dậy, một cái bấm bả vai hắn. Cười lạnh nói, vội cái gì, thật tốt ngồi ở chỗ này, ngày hôm qua tha cho ngươi một cái mạng, hôm nay chính mình tìm đến. Không đem ta coi ra gì đúng không, tiểu thất hướng về phía chính chủ phất phất tay, sắc mặt hắn vui mừng, bước nhanh tới, vừa muốn nói chuyện, bất quá khi nhìn đến ngồi lấy hàng giả lúc. Mặt liền biến sắc, hơi lộ ra kinh khủng nói, hắn không phải xe tang bên trong, tiểu thất gật đầu một cái, bác tài kinh khủng nói. Hắn làm sao sẽ tìm tới nơi này, ngươi không cần lo lắng, hắn tới nơi này không phải tìm ngươi, mà là tìm ta, nghe nói như vậy, hắn nghi ngờ nói. Hắn làm sao sẽ tới tìm ngươi, ta tại trên tay ngươi vẽ xuống linh phù, hắn không dám đến gần ngươi, cho nên liền muốn tìm ta tính sổ. Cũng không khỏi không nói cái này hàng giả phi thường ngu xuẩn, dám đến nơi này tìm ta, nghe vậy, bác tài thở phào nhẹ nhõm, tiểu thất khoát tay một cái, đạo, ngươi nhanh đi nhìn một chút. Xe taxi để cho người nào lái đi, tài xế xe taxi cũng cuống cuồng, chung quy quan hệ đến nhân mạng, hắn mang theo ba cái cảnh sát đến trước quán rượu đài. Quán rượu nhân viên quản lý mở ra màn hình giám sát, tra xét rốt cuộc là người nào sắp xuất hiện taxi lái đi, hắn nhìn đến đem lái xe đi lúc nhất thời sợ hết hồn, vậy mà là hắn em vợ mình, sau đó. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho em vợ mình, để cho hắn đem lái xe về tới, thế nhưng gọi điện thoại nhiều lần, vẫn là không người nghe, ngay sau đó hắn lại gọi điện thoại cho chính mình đồng nghiệp. Dùng xe tải điện thoại vô tuyến thông báo, cảnh sát biết rõ xe taxi là tài xế em vợ lái đi, cũng rời đi quán rượu, tiểu thất thấy cảnh sát rời đi, ấn chặt hàng giả bàn tay lỏng ra. Hàng giả vội vàng đứng dậy liền muốn chạy trốn, tiểu thất lắc đầu một cái, ngu xuẩn, quăng ra một đạo linh phù tự thật giống đã mọc cánh giống nhau, dính vào hàng giả trên người. Tiểu thất chỉ khuyết động một cái, phù quang chợt lóe, hàng giả kêu thảm một tiếng, thân thể bắt đầu toát ra khói trắng, vài giây sau, trên đất chỉ còn lại một nhóm y phục rách dưới. Tiểu thất vỗ tay một cái, tài xế xe taxi đi tới trước, đạo, tiểu huynh đệ, có phải hay không không sao, nghe vậy, tiểu thất lông mày nhướn lên. Ta cũng không dám xác định xe tang bên trong là không phải chỉ có hắn một cái, cho nên vẫn là chờ ba ngày đi qua lại nói, đúng rồi. Ngươi tranh thủ thời gian để cho ngươi em vợ đem lái xe về tới, thật tốt, ta biết rồi, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, không việc gì, ta lên trước lầu. Có chuyện gọi điện thoại cho ta là được rồi, nói xong, tiểu thất xoay người hướng thang máy đi tới. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 603, 7 người chúng một lên lầu, lái xe cửa, còn không có vào nhà, liền nghe được bảo bảo tê tâm liệt phế tiếng khóc mà Trần Thần Chính đang an ủi hắn. Tiểu thất mở cửa vừa nhìn, tiểu tử đầu tựa vào Trần Thần bả vai khóc lớn, vậy kêu là một cái thương tâm, tiểu thất đi tới, nghi ngờ nói, bảo bảo ngươi làm sao vậy? Khóc thương tâm như vậy, tiểu tử quay đầu nhìn đến tiểu thất nhất thời theo Trần Thần trong ngực chui ra, nhảy đến trên người tiểu thất, tiểu tử ngồi ở tiểu thất bả vai. Đầu tựa vào tiểu thất trên đầu, không ngừng lau nước mắt, hỏi tiểu tử mấy câu, hắn một mực khóc chính là không nói lời nào, thấy vậy, tiểu thất đối với Trần Thần nháy mắt, Trần Thần đạo. Ta cũng không biết rõ chuyện gì, dù sao ngươi đi xuống không bao lâu, hắn liền khóc, tiểu thất gật đầu một cái, phỏng chừng tiểu tử là sợ hãi chính mình đi, sau đó thương tâm khóc. Sờ một cái bảo bảo đầu, nhẹ giọng nói, bảo bảo không khóc, ca ca về sau đi nơi nào đều mang ngươi, bảo bảo nghe nói như vậy, nghẹn ngào hỏi, ca ca. Không có lừa gạt bảo bảo sao, ca ca làm sao sẽ lừa gạt bảo bảo đâu, mới vừa rồi ca ca có chuyện cho nên không có gọi tỉnh ngươi, bảo bảo không khóc, tiểu tử vẫn còn thút thít.
hai tay ôm tiểu thất đầu, một bộ đáng thương bộ dáng, tiểu thất ngồi ở trên ghế salon, Trần Thần đi tới, đạo, sư phụ. Người mới vừa rồi xuống lầu đã làm gì, cái kia tài xế xe taxi em vợ đem xe taxi lái đi, ta sau khi xuống lầu, đụng phải xe tang bên trong đồ vật. Thuận tiện thu thập, tiểu thất đem bảo bảo ôm vào trong ngực, giải thích nói, vậy có phải hay không không sao, tiểu thất lắc đầu một cái, đạo, còn không xác định. Nếu xe tang chưa từng xuất hiện, chắc hẳn xe tang bên trong không chỉ một, bất quá cũng không quan hệ, ta đã nhắc nhở tài xế xe taxi. Để cho hắn chờ mấy ngày lại nói, bây giờ cách Trúc Dung Thạch hiện thế còn có hơn 10 ngày, chúng ta là không phải một mực ở nơi này, không sai biệt lắm, còn lại 4-5 ngày thời điểm. Liền hướng phía tây đi, đi sớm cũng có thể chiếm cái tiên cơ, bằng không chờ yêu ma quỷ quái hơn nhiều, chúng ta nếu muốn đi qua, cũng không phải dễ dàng như vậy, tiểu thất đào. Người đi đem từ lão đầu bọn họ đánh thức, đi xuống ăn cơm, Trần Thần gật đầu một cái, mở cửa ra căn phòng, trong chốc lát từ lão đầu bọn họ thức dậy rửa mặt ra ngoài. Đoàn người đi xuống lầu đi tới quán rượu phòng ăn, thư thư phục phục ăn bỗng nhiên ăn ngon, tiểu thất dựa vào ghế, đạo, Trần Thần. Người đi nhìn một chút có thể hay không cho mướn chiếc xe, Trần Thần liền muốn đứng dậy, từ lão đầu kêu hắn lại, ngay sau đó nói, không dùng taxi. Ta làm người cho chúng ta đưa một chiếc xe tới, nghe vậy, tiểu thất nghi ngờ nói, từ lão đầu, các ngươi còn có làm ăn tại Xuân Thành, từ lão đầu nhíu lông mày, kiêu ngạo nói. Đó là đương nhiên, nhà ta làm ăn cũng không chỉ kinh thành mới có, lợi hại, kia mau đánh điện thoại làm người tặng xe tới. Chúng ta tại Xuân Thành khắp nơi vòng vo một chút, tiểu thất hướng về phía từ lão đầu giơ ngón tay cái lên, đạo từ lão đầu gọi điện thoại, mấy người liền đến lầu một phòng khách chờ. Ước chừng đi qua nửa giờ, một nam một nữ đi vào quán rượu, nam âu phục, nữ chính là mặc đồ chức nghiệp, niên kỷ xấp xỉ, ước chừng 30 tuổi, khoảng hai người nhìn một chút. Nhìn đến từ lão đầu lúc gấp vội vàng nghênh đón, ngươi là từ lão đi, nam kia đưa tay ra vội vàng nắm chặt từ lão đầu tay, từ lão đầu gật đầu một cái, đạo, xe đưa tới không có, đưa tới. Đồng sự trưởng phân phó cho ngươi lão chuẩn bị một chiếc Lexus, ngươi đi ra xem một chút, đi tới cửa tửu điếm nhìn, một chiếc 6 tòa Lexus ngừng ở chỗ đậu xe lên. Bên cạnh còn có một chiếc chạy băng băng, từ lão đầu hài lòng gật đầu một cái, không sai, hiệu suất làm việc còn có thể, ta trở về cùng nhà ta tiểu tử nói một chút. Đem các ngươi đều đi đến kinh thành, nghe lời này một cái, tiểu thất đào cặp mắt trắng dã, lão tiểu tử này cũng quá dễ dàng lấy lòng đi tặng xe tới một nam một nữ nghe nói như vậy. Mừng rỡ cười một tiếng, bọn họ tại Xuân Thành công ty địa vị cũng không thấp, nhưng kinh thành nhưng là công ty chính, nữ tử theo trong túi sách xuất ra chìa khóa xe đưa cho từ lão đầu, đạo. Từ lão, đây là chìa khóa xe ngươi thu cất, nếu là còn có cần gì, gọi điện thoại cho chúng ta biết rồi, các ngươi có thể đi, từ lão đầu lên tiếng, bọn họ cũng không tiện cường lưu. Lên xe Mercedes, lái xe rời đi, từ lão đầu đem chìa khóa ném cho mình học trò, đạo, lái xe, chúng ta khắp nơi vòng vo một chút, có xe xuất hành cũng thuận lợi, rời tửu điếm. Tại Xuân Thành đi lang thang lên, này đi dạo một vòng ước chừng đi dạo đến 6 giờ chiều nhiều chung, mấy người đi khắp Xuân Thành tất cả lớn nhỏ tham quan địa phương, cũng ăn không ít ăn vặt. Màn đêm buông xuống, Xuân Thành thu hồi ban ngày bận rộn, tiến vào ban đêm rảnh rỗi. Tiểu thất bọn họ cũng không trở về quán rượu, mà là ngồi ở một cái vườn hoa nghỉ ngơi, dưới đèn đường trong ghế tiểu thất trong tay cầm một phần bản đồ chính nhìn kỹ. Đi Miêu Cương Thánh Tộc có rất nhiều con đường, nhưng đường trình độ an toàn cũng không giống nhau, khoảng thời gian này, Hoa Hạ mỗi cái địa phương tu vi không tệ yêu ma quỷ quái.
cơ bản đều chạy tới đây, cho nên phải lựa chọn một cái an toàn nhất đường, núi cao rừng rậm địa phương, yêu ma quỷ quái dễ dàng nhất xuất nhập, đi đường lớn an toàn nhất. Một lát sau, Tiểu Thất đem bản đồ thu, thấy vậy, Từ lão đầu đạo, Vương tiểu tử tìm kỹ chúng ta đi đường không có. Tiểu Thất gật đầu một cái, không sai biệt lắm, qua mấy ngày ta sẽ cho các ngươi biết. Ta muốn giới sắc hòa thượng bọn họ cũng nhất định sẽ đi nơi nào, rõ ràng huyện, đây là một cái huyện thành, là khoảng cách Miêu Cương thánh tộc gần đây một cái huyện thành. Huyện khác thành phải nhiều đi mấy trăm cây số lộ trình, ta nghĩ, rõ ràng huyện cũng là rất nhiều người trong huyền môn phải qua nơi, ta thế nào chưa có nghe nói qua, Từ lão đầu nghi ngờ nói. Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, ta muốn là không nhìn bản đồ, ta cũng không biết còn có như vậy một cái huyện thành đây, được rồi, trở về quán rượu đi ngủ, Từ lão đầu vỗ mông một cái, đảo. Tiểu Thất gật đầu một cái, đoàn người đi ra vườn hoa, vừa muốn lên xe, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ồn ào, mấy người ánh mắt bị tiếng ồn ào hấp dẫn, dương mắt nhìn. Một người cao lớn tráng nam tử, đứng ở đánh tơi bời một người đàn bà, nam tử nổi giận đùng đùng, hạ thủ cũng phi thường tàn nhẫn, nữ tử té xuống đất, không ngừng kêu thảm thiết. Vây xem người tựa hồ cũng sợ hãi nam tử, có người đi lên hỗ trợ, cũng bị đánh, Tiểu Thất nhướng mày một cái, ngay sau đó nói, đi qua nhìn một chút, Từ lão đầu tức giận nói. Đánh nhau có cái gì tốt nhìn, cẩn thận chính mình bị thương, Tiểu Thất cũng không lưu ý, mà là giải thích nói, ta cảm giác được đàn ông kia rất kỳ quái, ta muốn đi qua xác nhận một chút. Mấy người kia có thể xuất hiện hay không, ta còn chỉ tại 11 tuổi lúc, lão đầu nhà ta mang theo ta chạy khắp nơi thời điểm gặp qua, mấy người nghe được Tiểu Thất lời này. Nhất thời sinh lòng hiếu kỳ, Từ lão đầu sờ cằm một cái, đạo, Vương tiểu tử, là người nào à, Tiểu Thất từ tốn nói, các ngươi nếu là biết. Chỉ mong cả đời đều không muốn nhìn thấy bảy người này, bảy người, chính là bảy người này một năm cũng rất ít xuất hiện, Từ lão đầu càng nghe càng muốn biết phía dưới nội dung. Vội vàng hỏi, Vương tiểu tử, ngươi không muốn vết mực được không, rốt cuộc là bảy người kia à, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn ồn ào địa phương, chậm rãi nói, bảy người chúng. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 604, bảy người chúng hai, bảy người chúng là một cái quỷ gì, bốn người đều là nghi ngờ nhìn Tiểu Thất, thấy bọn họ bộ dáng, Tiểu Thất chậm rãi nói, bảy người chúng. Là bảy người phân biệt đại biểu kiêu ngạo, tham lam, sao, giận dữ, thao thiết, lười biếng, ghen tị, các ngươi nhìn đối diện đánh người nam tử, hắn mặt mũi dữ tợn. Vô luận là người nào khuyên, cũng sẽ bị đánh, hơn nữa khí lực càng ngày càng lớn, hắn dáng vẻ chính là giận dữ, nếu là gặp bảy người chúng là kết quả gì, Tiểu Thất lè lưỡi. Liếm liếm chính mình đôi môi, Từ tốn nói, ăn thân thể, giam cầm linh hồn, cho đến tìm được người kế tiếp. Bị giam cầm linh hồn mới có thể đi địa phủ luân hồi chuyển thế, thảm như vậy, Từ lão đầu trợn to hai mắt, Tiểu Thất gật đầu một cái, không sai. Tựu là như này thảm, nghe ngươi vừa nói như thế, bảy người chúng còn rất đáng sợ, chúng ta liền không nên đi qua rồi, Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, đạo. Từ lão đầu ngươi bình thường có thể không phải như vậy nhát gan, ngươi xem một chút, cô gái kia đều sắp bị đánh chết, những người khác lại không ngăn được hắn, chúng ta không đi qua hỗ trợ. Còn có thể là ai, nói xong, Tiểu Thất bước nhanh tới, đẩy ra đám người, đi đến bên trong, nữ tử nằm trên đất kêu đau đớn, đầu bị đánh chảy ra xước thịt, máu tươi chảy ròng. Mà đàn ông kia còn không ngừng dùng chân đạp nữ tử, Tiểu Thất đi tới lúc, hắn mới vừa đạp nữ tử một cước, ngay tại hắn nhấc chân còn chuẩn bị đạp thời điểm. Tiểu Thất một cước đá vào hắn nơi đầu gối, nam tử bị đá được lảo đảo lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất liếc mắt, nổi giận đùng đùng chạy tới, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu.
một cước đá vào bộ ngực hắn, đưa hắn đá bay ra ngoài, ngồi xổm người xuống giúp nữ tử kiểm tra một chút thân thể, bị thương không nhẹ, xương sườn chặt đứt mấy cây. Đầu cũng gặp phải đòn nghiêm trọng, còn có thất thất bát bát thương nhẹ, lúc này, đàn ông kia lại vọt tới, tiểu thất mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, nam tử ánh mắt tiếp xúc được tiểu thất ánh mắt. Lui về sau một bước, vây xem người cũng nói lên sự tình chuyện gì xảy ra, người đàn ông này cùng bị đánh nữ tử cũng không nhận ra, nữ tử thật tốt đi trên đường. Nam tử chẳng biết tại sao vọt tới hành hung người khác, thấy đánh người nam tử sợ quần chúng vây xem bắt đầu không ngừng chỉ trích hắn, tiểu thất ngẩng đầu quét nhìn một vòng. Ánh mắt xuyên qua đám người ở giữa thấy được 7 người chúng, bọn họ giống như người đuôi giống nhau, người sau đưa tay trái ra khoác lên người trước bả vai, từ người thứ nhất dẫn đường. Bọn họ mặc giống nhau như đúc quần áo, cũ nát màu đen áo tơi, đầu đội nón lá, chân không, tay phải xách đèn lồng, phía trước một người nắm trúc trượng, người bình thường không thấy được bọn họ. Người bình thường nếu như có thể nhìn thấy bọn họ 7 người, nói rõ đã xúc phạm 7 loại tội ác, bọn họ đem xúc phạm tội ác người bắt lại đảm nhiệm thế thân. Sau đó không ngừng nghỉ đi ở nhân thế lên, thẳng đến có thể tìm được cái kế tiếp, tiểu thất nhìn từ từ đi tới 7 người, bọn họ là nhân tính đứng đầu u ám một mặt tái thể, rất khó bị tiêu diệt. Mà theo tiểu thất đều biết, 7 người chúng chính là năm đó Diêm Vương ra thụ phong lúc, hắn đem chính mình tội ác đuổi ra thân thể, đem tội ác đuổi nhập địa phủ tử địa. Thật không nghĩ đến nơi nào tội ác, nhưng là để cho bọn họ lớn lên lực lượng, sau đó ngàn năm ở giữa tội ác dần dần biến thành hình người, từ bắt đầu thứ nhất, từ từ gia tăng lên. Đến bây giờ 7 cái, tại sao là 7 người tiểu thất không biết, bất quá phải cùng kia 7 loại tội ác có liên quan, 7 người chúng trên người tản ra nồng đậm tử khí, bọn họ đã xuyên qua đám người. Đi tới ở chính giữa, cũng chính là cái kia đánh người nam tử bên cạnh, nam tử nhìn đứng đầu một người trước mặt mắng to, nơi nào đến người mù, cút cho ta, tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật là vô tri a, tựu tại lúc này, tiểu thất cảm giác dùng cả mình, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện 7 người chúng phía sau 4 cái vậy mà đang nhìn mình, giống như lại nói. Không muốn xen vào việc của người khác, nếu không liền ngươi cùng nhau mang đi, tiểu thất thở dài, cũng không tốt đắc tội 7 người chúng, chung quy hắn còn không có nghe nói. Có pháp thuật có khả năng tiêu diệt 7 người chúng, 7 người chúng dẫn đầu người kia đột nhiên đưa tay bắt lại đánh người nam tử bả vai, đàn ông kia tức giận hét lớn một tiếng. Một cước đá vào 7 người chúng dẫn đầu người kia trên người, hắn lui về phía sau ngã một cái, 6 người khác cũng là sau đó té xuống đất, nam tử cười đắc ý. Nhưng rất nhanh hắn nụ cười trên mặt liền đọng lại, bởi vì 7 người chúng trực tiếp từ dưới đất bắn ra, mà vậy cũng nhìn thấy 7 người chúng khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Phía sau 6 người ánh mắt không có con ngươi, hơn nữa đã đóng vảy. Đánh người nam tử muốn chạy trốn, tựu tại lúc này, một cái trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng truyền vào tiểu thất lỗ tai, giận dữ người. Phân thây chi hình, tiếp lấy 7 người chúng 6 người khác, bắt được nam tử tứ chi cùng với đầu, sau đó dụng lực lôi kéo lên. Quần chúng vây xem thấy nam tử chính mình trôi lơ lửng ở giữa không trung, rất nhiều người đều là kêu to lên, cho là mình gặp quỷ, nhưng thật ra là thật gặp quỷ, nhưng còn có rất ít người lưu lại. Có thể tiếp nhận đi xuống một màn, phòng chừng sẽ để cho bọn họ đem ăn vào cái bụng đồ vật, toàn bộ phun ra, xoẹt xẹt nam tử một cái cánh tay bị tháo ra. Hắn phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, từ lão đầu bọn họ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Trần Thần hỏi nhỏ, sư phụ. Đây là chuyện gì xảy ra, tiểu thất nghiêng đầu nhìn Trần Thần đạo, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy gì đó, không có gì, không thấy 7 người chúng đối với bọn họ mà nói.
là một chuyện tốt, nói rõ bọn họ không có xúc phạm bảy loại tội ác. Liên tiếp vang lên mấy tiếng xoẹt xẹt, đánh người nam tử tứ chi đã hoàn toàn bị tháo ra, bảy người chúng ôm nam tử tứ chi. Sau đó gặm ăn lên, chỉ còn lại đầu nam tử nằm trên đất, máu tươi chậm chạp lưu mờ, hắn kêu thê lương thảm thiết âm thanh làm người sau xương sống lưng lạnh cả người. Từ lão đầu bọn họ không nhìn nổi, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, những thứ kia vây xem còn lại không đi người, từng cái giống to chạy đi, vừa chạy một bên nôn mửa, không bao lâu. Đánh người nam tử tứ chi bị gặm ăn chỉ còn lại bạch cốt, sau đó bị ném xuống đất, bảy người chúng mắt quang một lần nữa rơi vào chỉ còn lại đầu thân thể đánh người nam tử trên người. Lần này là nam tử đầu, hắn ngọa nguậy thân thể, kinh khủng hô cứu, cứu mạng, soạt soạt, máu tươi như trụ, theo nam tử trong thân thể cuồng phún mà ra. Bảy người chúng tướng nam tử đầu ăn, sau đó lại đem nam tử toàn bộ thân thể gặm ăn chỉ còn lại bạch cốt, tiểu thất đem trên mặt đất hôn mê nữ tử ôm, lui về phía sau đi mấy thước. Nam tử chết không thể chết lại, hắn hồn phách bay ra, bảy người chúng chung đếm ngược cái thứ ba, cái miệng đem nam tử hồn phách hút vào, phút chốc lại vừa là một đạo hồn phách đi ra. Chỉ bất quá không phải đánh người nam tử, còn lại sáu người hướng về phía bay ra hồn phách chắp tay, đạo kia hồn phách liền bay đi rồi, bảy người chúng nhưng là không có trực tiếp rời đi. Vậy mà xoay người hướng tiểu thất bọn họ bên này đi tới, lúc này, từ lão đầu bọn họ nóng nảy nói, vương tiểu tử, ngươi nói có đúng hay không bảy người này? Bọn họ có phải hay không bảy người chúng, tiểu thất ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt, đạo, các ngươi có thể thấy được, đúng nha, bây giờ còn hướng chúng ta đi tới, nghe vậy. Tiểu thất chửi nhỏ một tiếng, đứng dậy, rút ra long tuyền kiếm chỉ bảy người chúng đạo, các ngươi tốt nhất không nên đi phía trước. Nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình, bảy người chúng dừng bước, bảy người đều là ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiểu thất kia đóng vảy hốc mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tiểu thất hồn phách. Tiểu thất cảm giác một cỗ tự sâu trong linh hồn lan tràn ra giá rét. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 605, bảy người chúng ba lạnh lẽo thấu xương, không mang theo bất kỳ tình cảm thanh âm vang lên, kẻ hiếu sát, khoét tâm chi hình, tiểu thất cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, bảy người chúng, tiểu gia thích giết chóc không thích giết chóc các ngươi còn không xen vào, chạy trở về các ngươi địa ngục đi, nếu là không đi nữa. Vậy cũng không nên muốn đi trở về, từ lão đầu trợn to hai mắt, vương tiểu tử, bảy người này chúng vậy mà tìm tới ngươi, nghe được từ lão đầu một chút bối rối thanh âm. Tiểu thất quay đầu nhìn lấy hắn đạo, tìm tới ta thế nào, bọn họ thật đúng là có thể đem tim ta đào hết cái này, vương tiểu tử thế sự không có tuyệt đối. Ngươi cũng không nên lật thuyền trong mương, tiểu thất không trả lời. Khoát tay một cái nói, các ngươi đều lui sau một ít, để tránh thương tổn đến các ngươi, lời còn chưa dứt. Bảy người chúng đã vây lại, từ lão đầu bọn họ vội vàng lui về phía sau, trần thần nhìn một cái, cũng ôm lấy trên đất bị thương nữ tử lui về phía sau, bốn người lui mấy thước. Cho đến thối lui đến đại lộ bên cạnh, mới dừng lại, ngồi ở tiểu thất bả vai bảo bảo, hung tợn trợn mắt nhìn bảy người chúng, các ngươi khi dễ bảo bảo ca ca. Bảo bảo tức giận, tiểu thất sờ một cái tiểu tử đầu, đạo, bảo bảo, ngươi trước trở về trong bao vải đi, ca ca, bảo bảo phải giúp ngươi, bảo bảo yên tâm, ca ca không có việc gì. Bọn họ bảy người, còn chưa phải là ca ca đối thủ, tiểu tử còn không nguyện ý, tiểu thất lông mày nhướn lên, bảo bảo thấy tình thế không đúng, vội vàng chui vào trong bao vải. Tiểu tử theo trong bao vải thò đầu ra, tiểu thất bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay đưa hắn đầu nhấn vào trong bao vải, ánh mắt quét qua vây quanh mình bảy người chúng, tiểu thất lạnh lùng nói. Bảy người chúng, lúc trước nghe nói pháp thuật đối với các ngươi không dùng, hôm nay ta liền thử một chút. Xem pháp thuật là có hay không đối với các ngươi không dùng, bảy người chúng trong tay đèn lồng lóe lên trắng bệnh ánh sáng, trong lúc bất chợt ánh sáng chói mắt.
sau đó đèn lồng biến mất không thấy gì nữa, mà 7 người chúng mỗi người 2 tay, vậy mà dài thật dài móng tay, tựa như lưỡi dao bình thường lóe lên phong mang, Tiểu Thất liếm môi một cái. Đời này hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, có một ngày 7 người chúng sẽ tìm được trên đầu mình, nếu tìm được, vậy thì mở mang kiến thức một chút bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. 7 người chúng vây quanh Tiểu Thất xoay chậm chậm lên, tìm kiếm lấy phát động thế công cơ hội, bọn họ cũng biết, đối phó Tiểu Thất cùng đối phó dĩ vãng những người đó hoàn toàn không là một chuyện. Tựu tại lúc này, một cái theo Tiểu Thất phía sau phát động thế công, Tiểu Thất mạnh mẽ xoay người, Long Tuyền kiếm vung chém mà ra, đang. Long Tuyền kiếm bị 7 người chúng kia thật dài móng tay kẹp lại, phát ra một trận tiếng kim loại, 6 người khác nhân cơ hội đả kích. Tiểu Thất bất đắc dĩ chỉ đành phải lỏng ra nắm Long Tuyền kiếm tay, cách đó không xa từ lão đầu thấy màn này, lo lắng nói, xong đời, Vương tiểu tử không có Long Tuyền kiếm. Khẳng định không phải 7 người chúng đối thủ, nghe nói như vậy, Trần Thần khó chịu nói, từ lão ngươi là cố ý nguyền rủa sư phụ ta đi, từ lão đầu chụp Trần Thần đầu một hồi, hơi giận nói. Hắn đã chết đối với ta có ích lợi gì, đây nếu là để cho hòa thượng bọn họ biết rõ, Vương tiểu tử là bị ta nguyền rủa chết, vẫn không thể ăn ta nha, Trần Thần trợn mắt nhìn từ lão đầu liếc mắt. Đạo, ngươi chính là nguyền rủa sư phụ ta chết, từ lão đầu không nói gì nhìn Trần Thần, ngươi tiểu tử này làm sao lại như vậy cố chấp, Vương tiểu tử chết đối với ta có ích lợi gì, hắn đã chết. Chúng ta không phải cũng xong rồi sao, Trần Thần lúc này mới khá hơn một chút, quay đầu lại nhìn Tiểu Thất cùng 7 người chúng chiến đấu. 7 người chúng đánh dụng Long Tuyền kiếm muốn làm rồi càng dễ đối phó Tiểu Thất, bất quá bọn hắn nhưng là không biết, không có Long Tuyền kiếm Tiểu Thất mạnh hơn, linh phù dây dưa chỉ. Sát quỷ lệnh ra, đánh 7 người chúng liên tục bại lui, 7 người chúng mắt quang giao hội, tựa hồ là nhìn thấu Tiểu Thất không có vũ khí nơi tay, đả kích càng thêm sắc bén. Sau đó bọn họ làm ra một cái quyết định ngu xuẩn, vậy mà đem trên mặt đất Long Tuyền kiếm nhặt lên, ném trả lại cho Tiểu Thất bàn tay đi phía trước một trào. Long Tuyền kiếm rơi vào trong tay, rung cổ tay, Long Tuyền khẽ rên, Tiểu Thất quét qua 7 người chúng, lạnh lùng nói, các ngươi là có nhiều ngu, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không nhìn ra. Không có Long Tuyền kiếm ngươi, thực lực mạnh hơn, lạnh lẽo thấu xương thanh âm vang lên, Tiểu Thất khóe miệng hiện lên một nụ cười, 7 người chúng thật là khởi ích. Tiểu Thất lòng bàn chân tàn nhẫn đạp mặt đất, kéo kiếm hoa, hướng 7 người chúng vọt mạnh mà đi, 7 người chúng tản ra, một lần nữa đem Tiểu Thất vây quanh. Như vậy đánh nhau tình cảnh tự nhiên đưa tới người khác chú ý, hơn nữa còn mang theo lấy đao kiếm, cho dù muốn xem cũng đứng xa xa, lúc trước đàn ông kia hành hung đàn bà kia lúc. Đã có người báo cảnh sát, cái này không, tiếng còi xe cảnh sát thanh âm đã truyền vào Tiểu Thất trong tai, bất quá, 7 người chúng cũng không sợ, chính là đại pháo tới. Cũng không giết chết bọn họ, nhưng Tiểu Thất cũng rất nguy hiểm, cảnh sát một khi nổ súng, cùng 7 người chúng quấn quýt lấy nhau hắn, sẽ không nhất định có thể tránh khỏi. Hy vọng Trần Thần bọn họ có khả năng cảnh giác, cùng cảnh sát rằng biết rõ tình huống, Long Tuyền kiếm vung chém mà ra, kiếm tay trái chỉ bạo đâm mà ra. 7 người chúng toàn bộ tiến lên một bước thật dài móng tay gào thét tới, Tiểu Thất trái tránh phải né, huy vũ Long Tuyền kiếm ngăn cản 7 người chúng thật dài móng tay. 7 người chúng mỗi một lần đả kích đều là nhắm Tiểu Thất ngực, điệu bộ này, không đào hết Tiểu Thất tim không bỏ qua a, không tới một phút, 3 chiếc xe cảnh sát tại vài mét địa phương ngừng lại. Thấy vậy, Trần Thần bọn họ đi nhanh đến cảnh sát bên cạnh cùng bọn họ câu thông lên, cảnh sát nghe xong bọn họ mà nói, cảm thấy chính là lời nói vô căn cứ.
sau đó hướng về phía 7 người chúng cùng với tiểu thất hô, buông vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, tiểu thất lạnh lùng nhìn cảnh sát liếc mắt. Tiếp theo sau đó cùng 7 người chúng quấn quýt lấy nhau, cắn bể ngón tay, giơ tay lên hư không vẽ ra một đạo linh phù, bàn tay vỗ vào trên linh phù hướng 7 người chúng bay đi. Lại lần nữa viết một cái to lớn, xiết chữ, lại vừa là một trưởng vỗ ra, chu thiên phù nổ lên, hóa thành ngàn vạn tia máu bay lượn, 7 người chúng vội vàng lui về phía sau. Tiểu thất cũng không cho bọn hắn lưu cơ hội, một cái bước dài vọt tới 7 người chúng bên cạnh, long tuyền kiếm vung chém mà ra, như vậy dừng một chút, chu thiên phù biến thành tia máu. Đã chui vào 7 người chúng trong cơ thể, 7 người chúng phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, kia thật dài móng tay bụng lấy bị nón lá che kín khuôn mặt, tiểu thất cười lạnh một tiếng. 7 người chúng cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy mà tiểu gia còn nghĩ đến đám các ngươi thật không sợ đạo thuật đây, lúc trước tiểu thất sử dụng ra chu thiên phù một màn. Bị làm thành ảo thuật rồi, vây xem người đều là vỗ tay gọi tốt, thương hại là bây giờ còn chưa có người phát hiện, tại vài mét ra ngoài địa phương, kia dính đầy máu tươi bạch cốt. Tiểu thất một cái bước dài tiến lên, long tuyền kiếm chiếu 7 người chúng một trong đầu đâm tới, phanh tiếng súng vang lên, đạn theo tiểu thất trước người bay qua. Quần chúng vây xem nghe được tiếng súng, đầu tiên là sững sờ, sau đó kêu to kinh hoàng chạy đi, tiểu thất nghiêng đầu nhìn một đám cảnh sát, tại loại này khu náo nhiệt lại dám nổ súng. Thật không sợ thương tổn đến người khác, thật ra thì cũng không thể gọi là, bọn họ có là mượn cớ, đến lúc đó chỉ cần nói là công việc tạm thời nổ súng là được, chu thiên phù mất hiệu lực. 7 người chúng lại lần nữa từ dưới đất đứng lên, lại một lần nữa đem tiểu thất vây quanh, tại cảnh sát nổ súng sau đó, trần thần bọn họ nhưng là dọa sợ tiểu thất quét 7 người chúng một vòng. Vỗ một cái túi vải đạo, bảo bảo mau ra đây, tiểu tử thò đầu ra, ca ca muốn bảo bảo giúp một tay sao, tiểu thất gật đầu một cái, tiểu tử thoáng cái nhảy đến tiểu thất trên bả vai. Sờ một cái bảo bảo đầu, chỉ vài mét ra ngoài cảnh sát đạo, bảo bảo, đi giúp ca ca ngăn những người đó. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 606, mỹ nữ cố vấn một tiểu tử nhìn một cái tiểu thất chỉ người, sau đó ngậm lấy ngón tay nhỏ tiếng nói, ca ca. Bọn họ có thể hay không đánh bảo bảo, sẽ không bọn họ không đánh lại bảo bảo, tiểu thất sờ một cái tiểu tử đầu nói, có thể mặc dù như vậy, tiểu tử vẫn là không muốn đi, ngậm lấy ngón tay. Một bộ ngốc manh bộ dáng nhìn trần thần bọn họ và cảnh sát nói chuyện, tiểu thất nhìn một cái mắt lom lom 7 người chúng, đối phó bọn chúng 7 cái ngược lại không khó khăn. Khó thì khó tại còn có cảnh sát, hơi không chú ý nổ súng, tiểu thất thì phải chơi xong, tại Thiên Nam lúc sau đã thể nghiệm qua khẩu súng lợi hại, nhìn đến món đồ kia trong lòng vẫn là sợ hãi. Nghiêng đầu nói với bảo bảo, ngươi nếu là không đi cản bọn họ lại, ca ca liền không cần ngươi nữa, tiểu tử ngậm lấy ngón tay, trừng mắt to nhìn tiểu thất một bộ không thể tin được biểu tình. Hồi lâu, hắn cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, ca ca là người xấu, ca ca không muốn bỏ lại bảo bảo, vậy ngươi giúp ca ca cản bọn họ lại, bảo bảo đi giúp ca ca cản bọn họ lại. Ca ca không muốn bỏ lại bảo bảo, tiểu tử thương tâm nói, tiểu thất gật đầu một cái, nắm cố hồn nguyền rủa đánh ở trên người bảo bảo, đạo, ca ca sẽ không bỏ lại bảo bảo. Người đi nhanh, bảo bảo theo tiểu thất bả vai nhảy tới trên đất, xuyên qua 7 người chúng hướng trần thần nơi nào chậm rãi đi tới, tiểu tử vẫn còn có chút sợ hãi. Chung quy cảnh sát không giống với người bình thường trên người chỉ có dương khí, nhưng cảnh sát trên người còn có quốc gia khí vận là một cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Tiểu tử cũng có thể nhìn ra được, thấy bảo bảo đi tới, tiểu thất thu hồi ánh mắt, nhìn 7 người chúng đạo, nếu như các ngươi tiếp tục hùng hổ dọa người như vậy. Hôm nay một cái cũng chạy không thoát, 7 người chúng không trả lời,
không có con người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài. Thật đúng là muốn không chết không thôi a. Long Tuyền kiếm cắt vỡ tay trái mình trưởng, máu tươi dọc theo mũi kiếm chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống tại mặt đất. Tiểu Thất chân phải đi phía trước tìm tòi, đi lên trên đất máu tươi, thân hình thật nhanh lại huyền diệu di động, bảy người chúng vẫn là cùng lúc trước như vậy, vây quanh Tiểu Thất từ từ xoay tròn. Phút chốc, Tiểu Thất dừng động tác lại, nhếch miệng lên một vệt độ cong, nắm chỉ quyết lạnh giọng nói, Thái Thượng sắc lệnh tật. Tiếng nói vừa dứt. Mặt đất đột nhiên toát ra một trận hồng quang, đem bảy người chúng cùng với Tiểu Thất chính mình bao lại, những người khác ánh mắt đều bị một màn này hấp dẫn. Trên mặt đất có một cái thái cực bát quái đồ án, đang tản phát ra hồng quang, bảy người chúng không có chút nào sợ hãi, tầm mắt vẫn là chăm chú nhìn Tiểu Thất. Đột nhiên, bảy người toàn bộ hướng Tiểu Thất công tới, Long Tuyền kiếm nhảy lên, nghênh đón, Chu Ma lệnh, Long Tuyền kiếm phong mang lóe lên, Tiểu Thất thế công từng chiêu đòi mạng. Chính diện bảy người chúng không ngừng lui về phía sau, đụng phải sau lưng hồng quang mới vừa dừng lại, thấy màn này, Tiểu Thất toét miệng cười một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi. Đụng phải hồng quang bảy người chúng nhất thời hét thảm lên, hồng quang thật giống như nóng bỏng hòa diễm như vậy, đốt cháy bảy người chúng, cơ hội như vậy nơi nào có thể bỏ qua. Long Tuyền kiếm theo bảy người chúng nơi cổ chém nghiêng xuống, bịch bịch, bảy người khác chúng cũng phát động thế công, chiến tranh gặp nhau, không có tiếng kim loại. Ngược lại là trầm muộn thanh âm, Tiểu Thất cắn bảy ngón tay, điểm tại Long Tuyền kiếm chuôi, hét lớn một tiếng, Chu Tà, hai tay nắm ở Long Tuyền kiếm dùng sức đi xuống kéo một cái. Trực tiếp đem bảy người chúng một trong toàn bộ thân thể chia làm hai nửa, còn lại sáu cái bảy người chúng thấy màn này, đều ngưng đả kích, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất hơi lườm bọn hắn, lạnh lùng nói, thứ nhất, chém thành hai nửa bảy người chúng, thân thể rất nhanh biến thành cho tàn, trong thân thể hồn phách. Đã ở dưới Long Tuyền kiếm hồn phi phách tán, Tiểu Thất bẻ bẻ cổ, cũng không quan tâm chính mình sau lưng thương thế như thế nào, Long Tuyền kiếm nhảy lên, chỉ còn lại sáu cái bảy người chúng. Nhưng ngay khi Tiểu Thất vừa muốn lúc động thủ sau, hồng quang ở ngoài vang lên bảo bảo tiếng kêu, ca ca nhanh cứu bảo bảo, có một cái thật là giữ tỉ tỉ muốn đánh ta. Tiểu Thất ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên qua hồng quang nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bảo bảo bị một cái 23-24 tuổi cô gái trẻ tuổi đuổi theo chạy. Còn cô gái kia trong tay cầm một cái tương tự la bàn vòng tròn, bảy người chúng hai mắt nhìn nhau một cái, thật dài móng tay rút đi, khôi phục được lúc trước bộ dáng. Tay cầm trúc trượng bảy người chúng, lạnh lùng nhìn Tiểu Thất nói, chúng ta sẽ đến tìm ngươi, khoét tâm chi hình ai cũng không tránh khỏi. Tiểu Thất không có vấn đề nhún vai một cái, Tiểu Gia phụng bồi tới cùng, tối nay cũng không muốn cùng bảy người chúng quá nhiều dây dưa, bằng Tiểu Thất bây giờ tu vi. Cũng phí đi lớn như vậy sức mới thu thập hết một cái, muốn đem bảy người chúng toàn bộ giết chết, cũng không biết đánh tới khi nào, trọng yếu nhất là... Bảy người chúng thực lực vô luận ngày sáng đêm tối, đều không biết có một chút biến hóa, mà Tiểu Thất không giống nhau, chiến đấu càng lâu, thế cục càng bất lợi. Kết thủ ấn lòng bàn chân dẫm một cái mà, hồng quang từ từ tiêu tán, bảy người chúng người sau tay trái khoác lên người trước bả vai, tay phải xách đèn lồng, hướng phía trước đi tới. Bây giờ bảy người chúng đã hữu danh vô thực, bởi vì một người trong đó đã bị Tiểu Thất làm thịt, bảy người chúng đi ước chừng mười mấy giây đồng hồ, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Hồng quang biến mất, bảo bảo trực tiếp chui vào trong bao vải, Tiểu Thất cúi đầu nhìn một cái, bên tai vang lên yên lặng tiếng quát, tiểu quỷ ngươi đi ra cho ta. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên.
thấy bây giờ đuổi theo bảo bảo đàn bà kia đang đứng tại chính mình đối diện xa mấy bước, nàng đầu tóc rối tung, quần áo cũng ngổn ngang, thậm chí quần nàng vậy mà cũng là rách rách dưới dưới. Bất quá, đàn bà này mặt mũi cực kỳ tinh xảo, cặp mắt có thần, cực kỳ hấp dẫn người, nhận ra được tiểu thất ánh mắt, nữ tử khẽ kêu một tiếng, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao, chưa thấy qua tiểu thất lắc đầu một cái, bớt nói nhảm, vội vàng đem tiểu quỷ kia giao cho ta, hôm nay nếu là không diệt nàng. Ta sẽ không kêu Cố Văn, nữ tử thở phì phò nói, tiểu thất lông mày nhướn lên, đạo, không biết hắn loại địa phương nào đắc tội ngươi, lúc này, Trần Thần mấy người đi tới. Trần Thần nhìn tiểu thất liếc mắt, nhẹ giọng nói, sư phụ, trước mặt cô gái này là Xuân Thành thị cục linh dị cố vấn, mới vừa rồi thấy bảo bảo đang trêu người khác. Nàng tự ra tay giáo huấn bảo bảo, bất quá cuối cùng bị bảo bảo khi dễ, Cố Văn đều tức bể phổi, nàng trợn mắt nhìn tiểu thất đào. Nhanh lên một chút đem tiểu quỷ giao cho ta, tiểu thất không trả lời, nhìn Cố Văn trong tay vòng tròn, đạo, trong tay ngươi cầm nhưng là mệnh bàn, nghe vậy, Cố Văn lông mày kẻ đen hơi nhăn. Ngươi vậy mà nhận biết mệnh bàn, huyền môn năm thuật núi, y, mệnh, bói, lẫn nhau, mệnh bàn chính là Mao Sơn mạch sống chi bảo, mạch sống đệ tử muốn nắm giữ mệnh bàn. Cần phải được đến Mao Sơn trưởng môn hỗ trợ, nhìn ngươi cái bộ dáng này, phỏng chừng cũng không có nắm giữ mệnh bàn. Bằng không cũng sẽ không bị bảo bảo khi dễ thành bộ dáng này, Cố Văn nhìn chằm chằm tiểu thất hỏi, ngươi là ai, làm sao biết những thứ này, tiểu thất cười một tiếng, đạo. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề gì, Cố Văn bị bảo bảo khi dễ, mà bảo bảo chui vào tiểu thất trong bao vải, nàng đối với tiểu thất cũng không có sắc mặt tốt, tiểu thất cũng không thấy quái. Chậm rãi nói, ngươi nghĩ nắm giữ mệnh bàn sao, nghe nói như vậy, Cố Văn kinh ngạc không thôi, ngươi có biện pháp, ngươi nghĩ không nghĩ nắm giữ mệnh bàn, Cố Văn gật đầu một cái. Sư phụ ta đem vật này truyền cho ta đã hơn 4 năm, nhưng ta vẫn không thể nắm giữ mệnh bàn, ta đã từng muốn đi qua Mao Sơn tìm Mao Sơn trưởng môn, nhưng Mao Sơn đạo cung rỗng tuếch. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 607, mỹ nữ cố vấn 2 Cố Văn nhìn tiểu thất đạo, ngươi có phải hay không biết rõ Mao Sơn trưởng môn ở nơi nào, không sai. Ta xác thực biết rõ, thấy tiểu thất quang minh chính đại lừa gạt một người đẹp, từ lão đầu bọn họ khinh bỉ nhìn tiểu thất liếc mắt, Cố Văn đạo. Ngươi muốn cái gì thù lao mới có thể nói cho ta biết Mao Sơn trưởng môn là ai, tiểu thất chỉ cách đó không xa đứng một đám cảnh sát, Cố Văn quay đầu nhìn liếc mắt. Có ý gì, để cho bọn họ rời đi, Cố Văn có chút hơi khó, cái này, ta không có lớn như vậy quyền lực chỉ huy bọn họ rời đi, bất quá có thể thương lượng với bọn họ một hồi, nghe vậy. Tiểu thất từ tốn nói, lúc trước rời đi 6 người ngươi hẳn biết là ai đem, biết rõ, sư phụ đã từng nói cho ta biết, bọn họ là 7 người chúng, không sai nha. 7 người chúng không phải là người, ta coi như toàn bộ giết chết các ngươi cũng không can thiệp được, và lại nói, các ngươi muốn bắt cũng hẳn bắt 7 người chúng. Bọn họ lúc trước giết một người, Cố Văn trắng tiểu thất liếc mắt, 7 người chúng là người ra sao vậy, coi như sư phụ ta đều không nhất định giết được. Huống chi bọn họ, vậy ngươi sẽ để cho bọn họ rời đi, ta hết sức, Cố Văn nói một câu, xoay người đi tới một đám cảnh sát bên cạnh cùng một người trong đó nói hơn một phút đồng hồ. Sau đó người kia phất phất tay, còn lại cảnh sát khắp nơi kiểm tra một chút, đem lúc trước cái kia đánh người nam tử hài cốt dùng thi túi chứa tốt mang đi, về phần cái kia bị thương nữ tử. Sớm đã bị đưa đi bệnh viện, thu cất sau đó, toàn bộ lên xe, rất nhanh rời khỏi nơi này, tiểu thất để cho Trần Thần đi qua đem lái xe tới, Cố Văn đi tới, tiểu thất nhìn nàng nói, lên xe đi. Ta dẫn ngươi đi thấy Mao Sơn trưởng môn, Cố Văn có chút hoài nghi, ngươi thật biết rõ Mao Sơn trưởng môn ở nơi nào, ngươi không tin, nghe vậy, Cố Văn nói.
ta xác thực rất muốn biết Mao Sơn trưởng môn ở nơi nào, thế nhưng ta không nhận biết ngươi, nếu như cứ như vậy đi theo ngươi đi. Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ, tiểu thất lông mày nhướng lên, ngươi sợ chúng ta ăn ngươi, chúng ta tất cả đều là người trong huyền môn, về phần ngươi đi không đi khi theo ngươi. Ta có thể trước nói cho ngươi biết, qua thôn này sẽ không cái tiệm này, ta lên xe trước rồi, đợi 3 phút ngươi tự cân nhắc một hồi, nói xong, tiểu thất lên xe, vỗ một cái túi vải đạo, bảo bảo. Ngươi đi ra cho ta, bảo bảo nghe được tiểu thất đang kêu chính mình, thò đầu ra nhìn một chút, phát hiện lúc trước đuổi theo chính mình cái kia nữ không ở, sau đó chui ra. Nhảy đến tiểu thất trong ngực, tiểu thất sờ bảo bảo đầu, đạo tiểu tử ngươi làm gì vậy đem A-di kia quần áo quần làm hư, tiểu tử thở phì phò nói, nàng muốn đánh bảo bảo, ngươi nhớ. Về sau những thứ kia A-di coi như đánh ngươi, ngươi cũng không thể làm hư các nàng quần áo quần, ngươi biết tại trên đường chính bị người thấy được có nhiều mất mặt sao, tiểu tử có chút mất hứng. Chu cái miệng nhỏ nhắn gật đầu một cái, từ lão đầu liếc đứng ở ngoài xe Cố Văn liếc mắt, ngay sau đó nhẹ giọng nói, vương tiểu tử ngươi thật xấu, tiểu thất đào cặp mắt trắng dã. Ta nơi nào hỏng rồi, cắt ngươi còn dám nói ngươi không xấu, liền 7 người chúng đều tới tìm ngươi rồi, nghe vậy, tiểu thất nhàn nhạt nói, 7 người chúng tới tìm ta nguyên nhân. Là ta tiêu diệt yêu ma quỷ quái quá nhiều, gì đó 7 người chúng, chính là 7 cái tìm chết đồ vật, lần sau còn dám tới tìm ta, trực tiếp toàn diệt, 3 phút trôi qua rất nhanh. Tiểu thất nhìn một cái Cố Văn đạo, ngươi có muốn hay không đi, Cố Văn lặng lẽ nhìn tiểu thất liếc mắt, không nói gì, thấy màn này, tiểu thất đối với Trần Thần đạo, lái xe. Trở về quán rượu đi, Trần Thần cho xe chạy, tiểu thất đem cửa xe đóng lại, bất quá. Không có qua 2 giây cửa xe liền bị Cố Văn mở ra, nàng chui vào xe, đạo ta theo lấy ngươi đi. Nếu là không có thấy Mao Sơn trưởng môn, ngươi biết hậu quả, tiểu thất hiếu kỳ hỏi, có hậu quả gì không, nếu là không có thấy Mao Sơn trưởng môn, ta liền nói với các ngươi bắt cóc. 5 cái đại nam nhân bắt cóc ta một người đàn bà, ngươi nói là hậu quả gì, tiểu thất một đầu hắc tuyến, từ lão đầu bọn họ cũng là không nói gì, nữ nhân quả nhiên không thể đắc tội. Hậu quả quá nghiêm trọng, từ lão đầu trợn mắt nhìn tiểu thất liếc mắt, ý kia chính là lại nói, đều là ngươi tiểu tử gây họa, tiểu thất nhún vai một cái, trở về từ lão đầu một cái ánh mắt. Quyền chủ động còn cầm trong tay ta, ngươi lo lắng cái giám, Cố Văn nhìn tiểu thất trong ngực bảo bảo liếc mắt, tiểu tử cũng phát giác, không ngừng hướng tiểu thất trong ngực chui. Cái này tiểu quỷ là nơi nào tới, ngươi nói người nào, bảo bảo, tiểu thất quay đầu lại nói, Cố Văn chỉ tiểu thất trong ngực bảo bảo nói, chính là chỗ này chỉ tiểu quỷ, chính hắn tìm tới cửa. Ngươi có thể không nên xem thường hắn, nếu là liều mạng ngạnh thực lực, ngươi không phải tên tiểu tử này đối thủ. Cố Văn khinh thường nhìn bảo bảo liếc mắt, đạo, lúc trước nếu không phải ta không có phòng bị, làm sao có thể bị hắn đánh lén, Cố Văn mà nói để cho bảo bảo không vui, tiểu tử bĩu môi nói. Ngươi chính là không đánh lại bảo bảo, ngươi là xấu A-di, Cố Văn trừng mắt, bảo bảo thấy tình thế không đúng vội vàng hướng tiểu thất trong ngực chui, tiểu thất sờ tiểu tử nhẹ giọng nói. Bảo bảo đừng sợ, ca ca ở chỗ này, A-di này không dám đánh ngươi, Cố Văn nhìn tiểu thất đào. Ngươi cũng là người trong huyền môn tại sao phải dưỡng tiểu quỷ, liền bởi vì ta là người trong huyền môn ta mới dưỡng tiểu quỷ, bởi vì ta biết rõ 5 cái ba giới. Cho dù xảy ra vấn đề còn có thể tự vệ, nếu đúng như là người bình thường dưỡng tiểu quỷ, ta nhất định sẽ đem tiểu quỷ lấy đi đưa đi địa phủ, nghe nói như vậy, Cố Văn khinh thường cười một tiếng. Nói mình thật vĩ đại giống nhau, ta không vĩ đại, ta chỉ là một hành tẩu tại hắc ám bắt quỷ người, tiểu thất tử tố nói. Cố Văn cùng tiểu thất mấy người đều là lần đầu gặp mặt không có lời gì dễ nói, hơn 20 phút sau, đi tới cửa tửu điếm, sau khi xuống xe.
Tiểu Thất mang theo Cố Văn đi tới chính mình phòng ở gian, Cố Văn vẫn còn có chút lo lắng, bất quá nghĩ đến có thể nắm giữ mệnh bàn, cắn răng một cái dậm chân một cái liền đi vào phòng chung. Nàng quét nhìn một vòng, nhìn đang uống nước Tiểu Thất đạo, ngươi nói Mao Sơn trưởng môn ở nơi nào, Tiểu Thất để ly xuống, đạo, có muốn uống nước hay không, không cần. Ngươi chính là mau nói cho ta biết Mao Sơn trưởng môn ở nơi nào, Tiểu Thất ngồi ở trên ghế salon, Từ Tốn nói, Trúc Dung Thạch hiện thế, ngươi coi như Mao Sơn đệ tử. Chắc hẳn cũng biết chớ, đã sớm biết rồi, hơn nữa sư phụ ta đã chạy tới, tiếp qua 10 ngày ta cũng nên đi rồi, Cố Văn dừng một chút, nói tiếp, ngươi đến cùng có điều kiện gì? Ngươi thì cứ nói đi, nếu là không nói cho Mao Sơn trưởng môn ở nơi nào, ta liền đi, nghe vậy, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Cố Văn liếc mắt chậm rãi nói. Ngươi biết rõ mình mệnh sao, một bên Trần Thần nghe nói như vậy, kinh ngạc nhìn Cố Văn, sư phụ, nàng cũng là Tiểu Thất gật đầu một cái, Cố Văn lông mày kẻ đen hơi nhăn. Các ngươi đang nói cái gì nha, sư phụ của ngươi có chưa nói với ngươi, ngươi có cái gì đặc biệt thân phận, nghe nói như vậy, Cố Văn cau mày suy nghĩ một chút, phút chốc, nhẹ giọng nói. Sư phụ ta chỉ nói ta đã định trước bất phàm, ta cũng truy hỏi qua hắn, nhưng hắn nói cho ta biết thời gian đến ta tự nhiên sẽ minh bạch, kia ta cho ngươi biết, thời gian đã đến. Rất nhiều chuyện không cần sư phụ của ngươi nói cho ngươi biết, sẽ để cho ta cho ngươi biết đem, Cố Văn kinh ngạc nói, ngươi. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 608, mỹ nữ cố vấn ba Tiểu Thất lông mày nhướn lên, thế nào ngươi không tin ta, Cố Văn rất đứng đắn một chút gật đầu, Tiểu Thất thở dài, đạo, nếu lời như vậy. Ngươi trước đi trở về đi thôi, chờ ngươi chừng nào thì nguyện ý tin tưởng ta rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết Mao Sơn trưởng môn ở nơi nào, ngươi nói gì đó, nghe được Tiểu Thất mà nói. Cố Văn lông mày dựng lên quát khẽ, Tiểu Thất nhún vai một cái, ngươi nếu không tin ta, coi như ta cho ngươi biết Mao Sơn trưởng môn ở nơi nào, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Còn không bằng đi về trước suy nghĩ thật kỹ, có nguyện ý hay không tin tưởng ta, Cố Văn vậy kêu là một cái sinh khí, ngực khởi khởi phục phục, vốn là không nhỏ, nhìn như vậy đi. Càng là sóng lớn mãnh liệt, phút chốc, Cố Văn trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, nội dung đây cùng nàng lúc trước nói không sai biệt lắm, nói mình bị 5 cái nam nhân bắt cóc. Mấy cái nam đi ra ăn cơm, nàng mới tìm được cơ biết gọi điện thoại, Tiểu Thất một đầu hắc tuyến, cô gái này thật là quá vạm vỡ, nói chuyện điện thoại xong. Nàng hướng Tiểu Thất giơ giơ lên điện thoại di động, bây giờ được rồi, các ngươi chờ cảnh sát đến đây đi, Tiểu Thất giang tay ra, không có vấn đề, ước chừng qua vài chục phút. Cảnh sát xông vào quán rượu căn phòng, thấy Cố Văn thật tốt ngồi ở trên ghế salon, bọn họ ngẩn người, dẫn đầu cảnh sát đi tới, đạo, Cố giáo sư. Người nào bắt cóc ngươi, Cố Văn chỉ Tiểu Thất cùng Trần Thần đạo, chính là bọn hắn hai cái, đúng rồi, đối diện còn có ba cái, tới cảnh sát cũng bối rối, đây coi là cái chuyện gì. Thật ra thì bọn họ nghe được Cố Văn nói ra quán rượu tên sau, liền hoài nghi là Cố Văn đùa dai, bởi vì lúc trước cũng xuất hiện qua loại sự tình này, Cố Văn nói mình bị bắt cóc, chờ bọn hắn đến. Hiểu sau đó, đều cảm thấy phi thường không nói gì, chỉ là bởi vì sư phó của nàng không muốn dạy nàng pháp thuật, nàng liền báo cảnh sát, bọn họ nghe được quán rượu danh xưng. Cũng suy đoán đây là đùa dai, chung quy cái quán rượu này là Xuân Thành tốt nhất tửu điếm cấp 5 sao, chưa từng có bất lợi tin tức, nếu không bọn hắn tới, cũng không khả năng vọt thẳng tiến vào. Cố giáo sư không mang theo chơi như vậy, ngươi lần trước báo động nói mình bị bắt cóc, chờ chúng ta đi phát hiện tên bắt cóc là ngươi sư phụ. Không biết lần này tên bắt cóc lại là ai, nghe nói như vậy, Tiểu Thất nhìn dẫn đầu cảnh sát đạo, ta gọi là Vương Tiểu Thất, về phần ta là thân phận gì? Bây giờ còn chưa thuận tiện tiết lộ, dừng một chút chỉ Cố Văn đạo, ta cùng nàng là người cùng một đường, ngươi cũng sẽ pháp thuật, một đám cảnh sát kinh ngạc nói, Cố Văn đảo cặp mắt trắng dã.
đạo, lúc trước tại trên đường chính cùng 7 người chúng đánh nhau chính là hắn, có thể cùng 7 người chúng giao thủ người, so với ta rất lợi hại nhiều, nghe nói như vậy. Dẫn đầu cảnh sát vươn tay ra, xin chào, ta gọi là Cố Bân, là Cố Văn biểu ca, cũng là Xuân Thành thị cục hình sự trinh sát chi đội đội phó. Tiểu Thất cùng Cố Bân bắt tay một cái. Con trẻ như vậy tự làm lên đội phó rồi, thật là lợi hại nha. Cố Bân ngượng ngùng cười một tiếng, đều là ký thác Văn Văn Phúc, những thứ kia sự kiện linh dị cơ bản đều là nàng phá. Bất quá lại không thể nói là quỷ quái giết người, cho nên đều là ta tới xử lý, nguyên lai là như vậy. Cố Văn trợn mắt nhìn Cố Bân nói, Cố Bân ngươi nhưng là anh ta đều bị người bắt cóc. Ngươi vậy mà cùng tên bắt cóc nói chuyện phiếm, ngươi có tin ta hay không trở về nói cho bá phụ. Cố Bân lau mồ hôi nước, Văn Văn, ngươi xem người ta nơi đó giống như tên bắt cóc lúc này. Trần Thần nói, ta lúc trước cũng là cảnh sát, sau đó bái sư phó, liền từ chức. Văn Văn ngươi xem, người ta học trò đều là cảnh sát. Cố Văn đảo cặp mắt trắng dã, ta muốn nói cho bá phụ. Người khác khi dễ ta, ngươi Cố Bân chẳng những không bảo hộ ta, còn cùng người khác cùng nhau khi phụ ta. Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn Cố Văn nói. Ta đến cùng là thân phận gì sẽ không nói rõ, các ngươi trở về gọi điện thoại cho Tây Xuyên thị cục hình cảnh đội trưởng Hồ Khai, hỏi là hắn biết rồi, Cố Văn đúng không? Ngươi nhất định sẽ tin tưởng ta mà nói, muốn tìm ta cũng dành thời gian, qua mấy ngày ta liền phải rời đi nơi này. Cố Văn giận dữ trợn mắt nhìn Tiểu Thất liếc mắt, sau đó ra căn phòng. Cố Bân hậm hực cười một tiếng, xin lỗi, ta đây muội muội chính là như vậy tùy hứng, người lớn trong nhà đem nàng sủng thành như vậy, bình thường khi dễ ta rồi coi như xong. Bây giờ liền các ngươi đều bị nàng khi dễ, không việc gì, muội muội của ngươi chính là muốn biết Mao Sơn trưởng môn ở nơi nào. Cố Bân gật đầu một cái, đúng, nàng cũng đi qua Mao Sơn. Bất quá không tìm được Mao Sơn trưởng môn, ta nghe cha ta nói, thật giống như bởi vì Văn Văn sư phó của nàng truyền cho nàng một cái khiếu tố mệnh bàn đồ vật, yêu cầu Mao Sơn trưởng môn hỗ trợ, mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Mệnh bàn lại tên thất tinh mệnh bàn, phía trên sở hữu đường vân đều đối ứng vì sao trên trời, tác dụng cùng Mao Sơn một món khác bảo vật thiên cơ bàn có chút tương tự. Khác biệt lớn nhất là một là tính toán, một là chân chính nắm giữ yêu ma quỷ quái mệnh, ta cũng chưa từng thấy qua nắm giữ qua thất tinh mệnh bàn người, bất quá theo Mao Sơn cổ tịch ghi lại. Nắm giữ thất tinh mệnh bàn, đối phó thực lực tu vi so với bản thân thấp yêu ma quỷ quái, chỉ cần khởi động mệnh bàn, liền có thể định sinh tử. Cố Bân gãi đầu một cái nói, nghe rất thần kỳ. Cảm giác cùng sinh tử bạc không sai biệt lắm, sinh tử bạc nắm giữ nhân gian địa phủ hai giới sở hữu người quỷ yêu vận mệnh. Thất tinh mệnh bàn có thể còn kém rất rất xa sinh tử bạc. Cố Bân còn muốn nói chuyện, điện thoại di động nhưng là vang lên, tiếp thông điện thoại, hắn mặt liền biến sắc phút chốc. Hắn cúp điện thoại, nói với Tiểu Thất, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta một chuyện, cần muốn ta giúp ngươi môn gì đó. Tiểu Thất nghi hoặc vấn đạo, Cố Bân thở dài. Bây giờ học sinh lá gan quá lớn, trước đó vài ngày Xuân Thành một cái trường chuyên nghiệp 4 cái nữ sinh cùng một cái nam sinh đánh đập một người nữ sinh. Còn bức bách nữ sinh kia đem toàn thân quần áo cởi xuống, ghê tởm hơn là, bọn họ vậy mà đem đánh người video làm bản sao truyền đến trên mạng, cái kia bị đánh nữ sinh nhất thời không nghĩ ra. Nhảy lầu tự sát, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, trong cục nghiêm trọng đối đãi, đem đánh người tứ nữ một nam tạm thời mang về trong cục, thật không nghĩ đến đàn bà kia đầu thất thời điểm. Vậy mà đến cục cảnh sát tới đem một người trong đó nữ sinh giết chết, nếu không phải Văn Văn kịp thời chạy tới, sợ rằng 4 người khác cũng xong rồi. Nghe được cái này, Tiểu Thất đạo. Chẳng lẽ lại có người xảy ra chuyện? Cố Bân gật đầu một cái, người nam sinh kia chết, tại nhà trọ bị ghìm chết, thi thể liền treo ở nhà trọ bên cửa sổ.
hơn nữa ghìm chết hắn không phải sợi dây, mà là tóc, theo trần nhà nhô ra tóc, ngươi có thể tìm muội muội của ngươi hỗ trợ. Tiểu Thất không lên tiếng, Cố Bân đạo, đừng nói nữa. Văn văn bản sự không tới ra, không phải tên nữ quỷ đó đối thủ, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, những thứ kia đánh người nữ sinh nếu động thủ. Liền muốn gánh vác hậu quả, Cố Bân thở dài, người nào nói không phải sao, nhưng tội không đáng chết, sống sờ sờ nhân mạng cứ như vậy không có. Bọn họ cha mẹ hẳn là thương tâm, ta theo lấy đi xem một chút, trần thần ngươi sẽ không phải đi theo. Tiểu Thất đứng dậy, đạo, đi theo Cố Bân bọn họ đi xuống lầu, lên xe cảnh sát. Chạy tới cái kia xảy ra chuyện trường chuyên nghiệp, Tiểu Thất cũng ở đây trên mạng thấy qua không ít, đối với đánh người học sinh, Tiểu Thất không có một chút hảo cảm. Nếu không phải bởi vì bọn họ là sống sờ sờ người, cũng sẽ không quản loại sự tình này, tìm tới cái kia tự sát nữ sinh, khuyên nàng đi địa phủ, có chuyện gì, đi phán quan trước mặt nói. Tiểu Thất tin tưởng phán quan sẽ xử lý tốt, chừng nửa canh giờ, đi tới Cố Bân nói trường chuyên nghiệp, xuống xe vừa nhìn, Tiểu Thất sợ ngây người. Trường học này nhất định chính là một cái quỷ ồ a, trường học bầu trời mây đen giăng kín, không ngừng có hắc khí theo trong trường học dâng lên, tụ vào bầu trời mây đen bên trong. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 609, tóc trắng tuyết yêu một trường chuyên nghiệp bầu trời răng đầy mây đen, điên cuồng quay cuồng, huyết quang lóe lên, Cố Bân bọn họ theo Tiểu Thất tầm mắt nhìn đi tới. Cũng là nhìn đến quay cuồng mây đen, phút chốc Cố Bân cười nói, đây cũng là mây mưa, không có gì đẹp đẽ đi, Tiểu Thất từ tốn nói, ta không biết Cố Văn có chưa nói với các ngươi. Nghề nghiệp này trường học cũng không nhìn qua đơn giản như vậy, hơn nữa giữa không trung quay cuồng mây đen cũng không phải là cái gì mây mưa, đó là cái gì, Cố Bân thấp giọng hỏi. Các ngươi còn chưa biết rõ cho thỏa đáng, đi thôi, đi vào nhanh một chút nhìn một chút thi thể, đang khi nói chuyện Tiểu Thất liền bước chân vào trong trường học tựu tại lúc này. Giữa không trung âm vân kịch liệt lăn lộn, ngay sau đó một vệt ánh sáng màu máu tự mây đen bên trong nổ bắn ra mà ra, chạy thẳng tới Tiểu Thất mà tới, Cố Bân bọn họ sợ đến quá sức. Vội vàng núp vào, Tiểu Thất nhướng mày một cái, kẹp ra một đạo linh phù quang ra ngoài, thần chú vừa nghĩ, linh phù quang chợt lóe, đem nổ bắn ra tới huyết quang triệt tiêu mà đi. Cố Bân bọn họ thấy không sao, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên đi tới Tiểu Thất bên người, thấy Tiểu Thất chau mày, tầm mắt nhìn chằm chằm giữa không trung quay cuồng mây đen, phút chốc. Tiểu Thất thu hồi ánh mắt, Cố Bân vội vàng hỏi, Tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, Tiểu Thất khoát khoát tay, không có chuyện gì, biết rõ ta tới rồi. Muốn cho ta một hạ mã huy mà thôi, hạ mã huy, chẳng lẽ ngươi và quỷ nữ có thù oán, Tiểu Thất cười một tiếng, người nào nói cho ngươi biết mới vừa rồi là quỷ nữ làm ra động tĩnh. Nếu thật là quỷ nữ biết rõ ta tới rồi, trốn cũng không kịp, còn dám cho ta hạ mã huy, Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần chiều cố khoác lác. Chúng ta vội vàng vào đi thôi, Cố Bân chỉ nghe Cố Văn nói Tiểu Thất có thể đối phó 7 người chúng, nhưng chung quy cũng chưa từng thấy tận mắt, vì vậy có chút không quá tin tưởng Tiểu Thất mà nói. Đi thôi, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn liếc mắt giữa không trung mây đen, nơi nào tựa hồ một cặp mắt to hung tợn nhìn mình chằm chằm, chạy tới xảy ra chuyện nhà trọ trên đường. Tiểu Thất cũng hỏi rõ một ít tình huống căn bản, này chỗ trường chuyên nghiệp không phải trung cấp mà là trường đại học, trường học Tiểu Thất rất nghi ngờ. Trường đại học, trường học hẳn là đều thành niên rồi, cơ bản nhất luật pháp cũng còn là biết chưa, chẳng lẽ không biết đánh người quay video loại chuyện này là xúc phạm luật pháp sao? Không thể không nói những học sinh này lá gan thật lớn, biết rõ chết học sinh tới báo thù, mới bắt đầu biết rõ sợ hãi, thật là không có cách nào, trường chuyên nghiệp chính là loạn. Đi tới xảy ra chuyện lầu dưới nhà trọ, mọi người vừa muốn lên lầu, một người nữ sinh từ trên lầu vọt xuống tới, Cố Bân đám người vội vàng tránh ra.
Nhưng Tiểu Thất nhưng là đứng ở của hành lang bất động, Cố Bân vừa định kêu Tiểu Thất tránh ra, nhưng là thấy nữ sinh trực tiếp theo Tiểu Thất thân thể xuyên qua, mấy người há to mồm. Kinh hãi nhìn nữ sinh kia, nữ sinh cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm bọn hắn, nữ sinh trên mặt lóe lên thanh quang, gò má có hai đạo đỏ như màu máu nước mắt. Huyết lệ chậm rãi theo nàng trong hốc mắt chảy ra, cũng may Cố Bân đám người đi theo Cố Văn cùng nhau làm qua không ít linh dị vụ án, gặp qua không ít quỷ vật. Bằng không cũng sẽ không chấn định như vậy, quỷ nữ ánh mắt nhìn Tiểu Thất bóng lưng, lạnh lẽo thê lương thanh âm theo trong miệng nàng truyền tới, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta tại sao không thể lên thân thể ngươi? Tiểu Thất chậm rãi xoay người nhìn quỷ nữ, tay trái hai ngón tay đầu ngón tay lóe lên khiếp người hồng quang, quỷ nữ thấy màn này. Vội vàng lui về phía sau thổi tới, Tiểu Thất thở dài, nhìn bay đi quỷ nữ từ tốn nói. Không muốn làm vô vị chống cự, vẫn là đàng hoàng đến đây đi, quỷ nữ cười lớn một tiếng. Ta bây giờ cách ngươi xa mười mấy mét, ngươi căn bản không khả năng bắt ta, vô chi, nói chuyện trước kiểm tra một chút trên người mình, nghe lời này một cái. Quỷ nữ nghiêng đầu nhìn chung quanh, sau đó cái ót tới 180 độ bước ngoặt nhìn mình sau lưng, nàng cúi đầu vừa nhìn, chính mình sau lưng dán một đạo linh phù. Cố Bân bọn họ đứng tại Tiểu Thất phía sau, nhẹ giọng nói, mẹ kiếp, đầu còn có thể như vậy chuyển nha, hồn phách mà thôi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, quỷ nữ quay đầu lại không thể tin được hết, ngươi chừng nào thì dán lên linh phù, không có khả năng, không có khả năng, không có gì không có khả năng. Chính mình tới vẫn là phải ta động thủ, Tiểu Thất nhìn quỷ nữ hờ hững nói, quỷ nữ sắc mặt phức tạp, đột nhiên nàng hướng xa xa thổi tới, Tiểu Thất bấm chỉ quyết khởi động quỷ nữ sau lưng linh phù. Phù quang chợt lóe, quỷ nữ kêu thê lương thảm thiết lên, Tiểu Thất đưa tay hướng quỷ nữ một chảo, quỷ nữ giống như bị sợi dây buộc lại bình thường rất nhanh lung lay tới. Tiểu Thất bóp một cái ở quỷ nữ cổ, đạo, lại còn muốn chạy trốn, là nghĩ hồn phi phách tán đi, pháp sư tha mạng ta sai lầm rồi, Tiểu Thất lạnh rên một tiếng. Đem quỷ nữ ném xuống đất, hướng về phía Cố Bân đạo, cố sĩ quan cảnh sát ngươi tới nhận rõ một hồi. Cái này quỷ có phải hay không ở cục cảnh sát bị giết nữ sinh kia, Cố Bân cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước, mà quỷ nữ cúi đầu. Không cách nào thấy rõ mặt mũi, Cố Bân nhẹ giọng nói. Tiểu huynh đệ, có thể hay không để cho nàng ngẩng đầu lên, Tiểu Thất lên tiếng, quỷ nữ không dám không nghe, đem đầu nâng lên, Cố Bân cẩn thận nhận rõ một hồi. Ngay sau đó lắc đầu một cái, đạo, không phải, nàng không phải đánh người nữ hài, cũng không phải bị đánh nữ hài, nghe vậy, Tiểu Thất lông mày nhướn lên, đạo. Người chết bao lâu, quỷ nữ run run rẩy rẩy trả lời, trở về pháp sư mà nói, ta chết hơn nửa năm nha, Tiểu Thất ánh mắt một nghiêm ngặt trợn mắt nhìn quỷ nữ quát lên. Nếu chết hơn nửa năm, tại sao không đi địa phủ đầu thai chuyển thế, mà lưu lại tại dương gian, ta, người gì đó, hấp tấp nói, nếu là nói nhảm nữa. Đừng trách ta tâm tàn nhẫn, quỷ nữ thập phần sợ hãi, nhỏ tiếng nói, ta bởi vì là tự sát, đi rồi địa phủ nhất định sẽ bị đánh vào địa ngục, ta sợ hãi cho nên liền vẫn không có xuống địa phủ, Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, ngươi nói không sai, tự giết người, đã không có tư cách làm người. Chỉ có thể đi xúc sinh đạo luân hồi, chửi thề một tiếng, địa phủ còn có như vậy quy định, ta còn vẫn cho là người chết rồi đời sau vẫn là người, Cố Bân kinh ngạc nói. Vậy phải xem là người như thế nào, khi còn sống là người lương thiện, địa phủ sẽ ưu tiên lo lắng, thiện ác một nửa người, địa phủ giải quyết việc chung, nếu đúng như là ác nhân. Đánh trước vào địa ngục tự giết người chính là không quý trọng sinh mạng, đời sau không có cơ hội làm người, nghe xong Tiểu Thất mà nói, quỷ nữ cũng thập phần khổ sở. Nếu là biết rõ trên đời này thật có địa phủ, nàng cũng sẽ không tự sát, có câu nói chết tử tế không bằng dựa vào sống, bất quá nàng cũng chết rồi mới hiểu được đạo lý này, nói đến đây.
Tiểu Thất nhìn quỷ nữ đạo, ngươi tại sao phải tự sát? Quỷ nữ nhẹ giọng nói, bạn trai ta cùng ta khuê mật làm với nhau, bị ta bắt gặp, hai người bọn họ còn động thủ đánh ta. Ta nhất thời không nghĩ ra, ngay tại nhà trọ cắt cổ tay tự sát, lời như vậy, vậy thì không có có thể nhờ vào nhân tình mà thoát rồi. Ngươi tại sao phải chạy đến này phòng ngủ nam phòng tới, Tiểu Thất nói tiếp, quỷ nữ nhìn Tiểu Thất liếc mắt, trả lời, tối hôm nay ta bạn trai cũng bị một cái quỷ nữ giết chết. Ta muốn đến xem hắn một lần cuối, Cố Bân nhìn kỹ quỷ nữ một hồi, khó trách cảm thấy ngươi rất quen thuộc, nguyên lai lúc trước gặp qua ngươi thi thể. Cố Bân là Xuân Thành thị cục cảnh sát hình sự đội phó, nơi này chuyện phát sinh hắn khẳng định cũng biết, chỉ bất quá đám bọn hắn phá án tiếp xúc người chết quá nhiều. Tiểu Thất cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quỷ nữ, nàng có chút sợ hãi, pháp sư tại sao vẫn nhìn chằm chằm vào ta? Tiểu Thất thu hồi ánh mắt đạo. Ta có một cái rất vấn đề trọng yếu cũng muốn hỏi ngươi, pháp sư mời, xin hỏi, Tiểu Thất nhìn quỷ nữ một chữ một cái nói, giữa không trung mây đen bên trong, là thần thánh phương nào? Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 610, tóc trắng tuyết yêu hai quỷ nữ thấy trên ngón tay của Tiểu Thất không, mặt liền biến sắc vội vàng nói, ta. Ta cái gì cũng không biết, Tiểu Thất đưa tay ra nhấn tại quỷ nữ trên đầu, từ tốn nói, ta không phải người mù, ngươi cũng không cần coi ta là người mù. Ta mới vừa ở cửa trường học đã thấy rõ cái này trường học rốt cuộc là gì đó xấu cảnh, cho nên, ngươi cũng không nên nghĩ gạt ta. Đối với ngươi không có một chút chỗ tốt, Tiểu Thất bàn tay hơi hơi dùng sức, quỷ nữ mặt mũi vặn vẹo, cực kỳ dữ tợn, nàng chịu đựng đau nhức, nói, ta thật cái gì cũng không biết, nghe nói như vậy, Tiểu Thất một cước đem quỷ nữ đạp bay ra ngoài, sau đó từ từ đi tới quỷ nữ bên người, bóp quỷ nữ cổ, đưa nàng nhấc lên, từ tốn nói. Còn không nói thật sao, ngươi nhưng là nhân gian pháp sư, đối xử như thế vong hồn, là sẽ gặp báo ứng, quỷ nữ nhìn chằm chằm Tiểu Thất chật vật nói, Tiểu Thất thở dài. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tiếng nói vừa dứt, lại đem quỷ nữ ném xuống đất, Tiểu Thất cúi đầu nhìn quỷ nữ, đạo, nói một lần chót, ngươi đến cùng nói hay là không, ta. Ta thật không biết, quỷ nữ lắc đầu một cái, Cố Bân bọn họ đều là nghi ngờ nhìn một màn này, đến cùng có chuyện gì bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng Tiểu Thất thần tình phi thường nghiêm túc. Nghĩ đến sự tình cũng không đơn giản, linh phù dây dưa chỉ, phù quang tại đầu ngón tay nhảy, quỷ nữ bộ dạng sợ hãi cả kinh, cúi đầu cặp mắt bắt đầu chảy ra huyết lệ, đột nhiên bắn ra. Mở ra 10 ngón tay đánh về phía Tiểu Thất, vì không đi địa ngục chịu khổ, vì không vào xúc sinh đạo luân hồi, liều mạng, vô tri, Tiểu Thất lắc đầu một cái, kiếm chỉ bạo đâm mà ra. Chính giữa quỷ nữ mi tâm, lần này không có đem quỷ nữ đánh bay ra ngoài, mà là trực tiếp đưa nàng đánh hồn phi phách tán, tiêu tan ở nhân gian, quỷ nữ mà nói, có thể tin cũng không tin. Cái này quỷ nữ cũng không có chính nàng nói tốt như vậy, trên người oán khí Tiểu Thất nhưng là cảm thụ rõ rõ ràng ràng, nếu không cũng sẽ không đối đãi như vậy quỷ nữ, Cố Bân bọn họ ngẩn người. Ngay sau đó hỏi, Tiểu huynh đệ, nếu ngươi có chuyện hỏi nàng, làm gì đưa nàng đánh hồn phi phách tán, Tiểu Thất khoát tay một cái, không sao. Cái này trường học quỷ phần lớn là, lời này là ý gì, Cố Bân không hiểu, Tiểu Thất nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, Cố sĩ quan cảnh sát ngươi cũng không cần hỏi. Biết rõ quá nhiều đối với ngươi cũng không chỗ tốt, dù sao các ngươi về sau bớt đi cái này trường học là được, nếu ngươi không nói, ta cũng không hỏi, được rồi, chúng ta mau tới lầu.
bằng không Văn Văn nên nóng này, đi tới xảy ra chuyện nhà trọ, ánh đèn minh lượng, tại sân thượng rửa mặt địa phương treo một cụ nam thi, bởi vì ra này việc sự tình. Lâu túc xá đã không có học sinh dừng lại, toàn bộ bị trường học an bài đến phòng học đi rồi, đợi ngày mai trời đã sáng, nhà này lâu túc xá học sinh về nhà trước. Sự tình xử lý xong hậu học giáo mới thông báo học sinh trở lại giờ học, nhà trọ cũng sớm đã có cảnh sát chờ, Cố Văn cũng ở đây nơi đây, bởi vì Cố Bân không có đến. Vẫn chưa có người nào động tới thi thể, Cố Văn thấy Cố Bân vào nhà trọ, tức giận nói, Cố Bân, ngươi thế nào bây giờ mới đến, Cố Bân nhìn Cố Văn đạo, Văn Văn, chúng ta đã sớm tới. Chỉ bất quá ở phía dưới đụng phải một cái quỷ nữ, trở ngại một ít thời gian, quỷ nữ, Cố Văn chân mày cau lại, ta tại sao không có đụng phải, tiểu thất liếc Cố Văn liếc mắt đạo. Bằng ngươi chút bản lĩnh ấy, coi như đụng phải quỷ nữ cũng không nhất định nhận ra được ngươi nói gì đó, Cố Văn nghe được tiểu thất mà nói, mấy bước vọt tới tiểu thất bên cạnh. Một cái níu lấy tiểu thất quần áo, hung tợn nói, tiểu thất mở ra Cố Văn tay, từ tốn nói, ta nói là sự thật, thấy tiểu thất cùng Cố Văn ngươi trợn mắt nhìn ta trợn mắt nhìn ngươi. Cố Bân cũng thập phần làm khó, hồi lâu, hắn đi tới, nhẹ giọng nói, Văn Văn, có thể hay không không muốn gây gổ, trước phá án, hừ, Cố Văn lạnh rên một tiếng. Trắng tiểu thất liếc mắt, sau đó chỉ huy cảnh sát đem treo ở trần nhà thi thể lấy xuống, bất quá sự tình so với bọn họ muốn khó khăn. Vô luận dùng hỏa vẫn là cây kéo đều không cách nào đem ghìm chặt nam thi tóc làm gãy thiêu hủy, Cố Văn cũng thi triển đạo thuật nhưng kết quả vẫn như cũ, sau đó tự xuất hiện lại mặt một màn. Một đám người ngước đầu nhìn thi thể làm khó, tiểu thất lắc đầu một cái, tiến lên hai bước đạo, ta tới đi, các ngươi tiếp lấy thi thể, ngươi được không được. Không nên phá hư rồi chứng cớ, Cố Văn giễu cợt một câu, Cố Bân vội vàng nói, được tiểu huynh đệ ngươi vội vàng đem thi thể lấy xuống, chúng ta tiếp lấy, tiểu thất gật đầu một cái. Kẹp ra một đạo linh phù quăng ra ngoài, linh phù áp vào rồi ghìm chặt nam thi trên tóc, phanh một tiếng đốt lên, tóc sau đó đứt rời, thấy màn này, Cố Bân bọn họ vội vàng tiếp lấy thi thể. Đem thi thể mang lên nhà trọ, để dưới đất. Cố Văn nhướng mày một cái, kéo xoay người vào nhà trọ tiểu thất, đạo, này, ngươi đứng lại đó cho ta, tại sao ngươi có thể, ta không được, tiểu thất giang tay ra ta nói. Ngươi pháp thuật luyện không tới nơi, ngươi, xem như ngươi lợi hại, Cố Văn cắn răng nghiến lợi nói, tiểu thất cười một tiếng, đi vào trong túc xá. Đang ở bước đầu kiểm tra thi thể pháp y đứng lên, nói với Cố Bân, Cố đội, thi thể trong cơ thể đều kết băng rồi, Cố Bân cả kinh, ngươi nói gì đó, đều kết băng rồi hả, pháp y gật đầu một cái. Không sai, ngươi xem thi thể trong miệng đều là băng tra tử, hơn nữa ngực phi thường cứng rắn, ta muốn mới vừa rồi bên trong tiếp lấy thi thể thời điểm. Cũng cảm giác thi thể dị thường lạnh giá, Cố Bân suy nghĩ một chút, thật giống như thật là chuyện như thế, chỉ bất quá thi thể đều là băng, cũng không để ở trong lòng, nghe pháp y vừa nói như thế. Xác thực so với dĩ vãng những thi thể này càng thêm lạnh giá, cùng phòng giữ xác đông qua thi thể không sai biệt lắm, Cố Bân dùng sức bóp ra thi thể miệng, phát ra thanh thúy soạt soạt âm thanh. Thi thể miệng bị bóp ra, băng tra tử rớt ra, Cố Bân lấy tay nhéo một cái băng tra tử, nhất thời cảm giác một cỗ thấu xương dùng mình, những cảnh sát khác cũng phi thường nghi ngờ. Bây giờ đã tiến vào tháng 5, nhiệt độ hồi thăng, một cỗ thi thể treo ở phía bên ngoài cửa sổ, vậy mà quỷ dị kết băng, hơn nữa còn là trong thi thể bộ phận đóng băng. Mặt ngoài nhìn qua không có một chút biến hóa, thật sự không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, Cố Bân đưa mắt về phía tiểu thất, Cố Văn nhìn thấy một màn này vô cùng khó chịu, Cố Bân. Ta mới là thị cục linh dị cố vấn, để cho ta tới nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, được, Văn Văn ngươi vội vàng nhìn một chút, Cố Văn thị uy nhìn tiểu thất liếc mắt.
sau đó ngồi xổm người xuống kiểm tra thi thể. Tiểu Thất đi tới sân thượng, ngửa đầu nhìn theo trong trần nhà chui ra ngoài tóc, ngay sau đó tung người một cái. Đem không có đốt xong tóc bắt một ít đi xuống, xuất ra kiếng bát quái, đem tóc đặt ở kiếng bát quái lên, làm phép đi qua, mái tóc màu đen trở nên trắng như tuyết. Một luồng hơi lạnh theo tóc bạc bên trong tàn mát ra, kiếng bát quái mặt ngoài đều là kết thúc một lớp băng mỏng, thấy màn này, Tiểu Thất lẩm bẩm nói, tóc trắng tuyết yêu. Nguyên lai là ngươi nha, Cố Bân nghi ngờ nói, tiểu huynh đệ, ngươi lẩm bẩm cái gì chứ, không việc gì, thi thể xử lý xong không có, nghe vậy, Cố Bân lắc đầu một cái. Văn văn cũng không có cách nào ta gọi ngươi hỗ trợ, có thể ngươi không có đáp ứng, ta liền đi tới, vừa vặn nghe được ngươi lẩm bẩm gì đó tóc trắng tuyết yêu tiểu huynh đệ. Ngươi nói cho ta biết, giết người có phải là ngươi hay không trong miệng tóc trắng tuyết yêu tiểu thất lắc đầu một cái, không phải, hung thủ kia là ai, nghe vậy, tiểu thất từ tốn nói. Lúc trước bị ta tiêu diệt cái kia quỷ nữ. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 611 tóc trắng tuyết yêu ba. Cố Bân trừng mắt to nhìn tiểu thất, tiểu thất lời này nhưng là đem hắn kinh hãi. Bọn họ cũng đều cho là trước đây không lâu nhảy lầu tự sát nữ sinh đến báo thù, mới giết nam sinh này, có thể tiểu thất lại trực tiếp hủy bỏ bọn họ suy đoán, thấy Cố Bân biểu tình. Tiểu thất lông mày nhướn lên, xem ra ngươi không quá tin tưởng ta nói chuyện, không phải, chỉ là cảm thấy không tưởng tượng nổi, tiểu thất cười một tiếng, không có gì không tưởng tượng nổi. Nếu bàn về nữ sinh kia đối với cái này người chết oán khí lớn, nhất định là lúc trước bị ta tiêu diệt nữ quỷ, gặp chính mình khuê mật cùng bạn trai lêu lòng. Không giết mình khuê mật cùng bạn trai làm sao có thể hết giận, nói tới chỗ này, ta liền nói một chút, tại cục cảnh sát chết nữ sinh kia. Khả năng chính là quỷ nữ khuê mật, không thể nào, tiểu thất nhún vai một cái, cha một chút chết nam nữ có phải hay không tình nhân sẽ biết, được ta biết rồi. Người trước giúp chúng ta nhìn một chút thi thể vấn đề đi, tiểu thất gật đầu một cái, đi vào bên cạnh thi thể, Cố Văn đứng ở một bên, đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu thất. Hồi lâu nàng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đừng muốn cướp đi ta danh tiếng, ta không có hứng thú, bất quá chuyện này không phải ngươi có thể xử lý, tiểu thất từ tốn nói, nghe vậy. Cố Văn khinh bỉ nhìn tiểu thất liếc mắt, tiểu thất ngồi xổm xuống, đem quần áo người chết gỡ ra, linh phù quấn ở trên ngón tay, thật nhanh điểm qua trên thi thể nửa người mấy chỗ đại huyệt. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn dướn cổ lên mọi người nói, đều lui sau chút ít, chờ một chút thương tổn đến các ngươi, cắt lại khoác lác, Cố Văn chính là không chịu thua. Không muốn lui về phía sau, Cố Bân bọn họ ngược lại lui về phía sau mấy bước, cách xa trên đất thi thể, bọn họ trợn mắt to nhìn tiểu thất ngón tay chỉ tại thi thể rốn đi lên một tấc địa phương. Ngay sau đó thi thể cái bụng thật nhanh gồ lên tới, tiểu thất một chưởng nhấn tại thi thể trên bụng, cái bụng từ từ nhỏ đi, mà 7-8 cây ngón út lớn nhỏ. Màu băng lam băng chùy theo trong thi thể từ từ nhô ra, mọi người khiếp sợ nhìn màn này, Cố Văn cũng lui về phía sau mấy bước, tiểu thất liên tiếp chụp thi thể bụng ba chưởng. Nhô ra băng chùy nổ bắn ra đến, cắm vào trong trần nhà, Cố Bân bọn họ ngẩng đầu nhìn cắm vào trần nhà băng chùy, cảm thấy một cổ cường liệt sợ, nếu là tiểu thất không ở nơi này. Chính bọn hắn đem này băng chùy lấy ra, không kịp né tránh, hậu quả quả thực không dám nghĩ tới, băng chùy bị buộc ra thi thể đóng băng hồn phách cũng từ bên trong bay ra. Hồn phách cả người kết băng tra tử, run lẩy bẩy, hắn đi ra thời điểm, nhà trọ nhiệt độ chợt giảm xuống 10 độ, tiểu thất nhìn cả người là băng tra tử quỷ nam đạo. Ngươi là bị ai giết chết, quỷ nam đánh lạnh run, nhỏ tiếng nói, ta bạn gái trước, nàng biến thành quỷ đem ta cùng hiện đảm nhiệm bạn gái đều giết chết, Cố Bân bọn họ trố mắt nhìn nhau. Thật đúng là để cho tiểu thất đã đoán đúng, tiểu thất phất phất tay, đạo, lăn đi địa phủ, quỷ nam gật đầu một cái, thân thể bắt đầu tiêu tan, phút chốc liền hoàn toàn biến mất không thấy.
nhưng hắn đứng địa phương, nhưng là ướt một mảnh, dựa theo hiện ở loại tình huống này đến xem, hết thảy đều là tóc trắng tuyết yêu thiết kế. Nàng để cho lúc trước cái kia quỷ nữ giết chết 5 người này, mà nàng là có thể cướp lấy huyết khí tu luyện, biết rõ tới trả án đoàn người chung có pháp sư, nhưng mà Cố Văn suy nghĩ. Còn không nghĩ tới là giá họa, đem tội giết người tên bấu vào nhảy lầu tự sát kia trên người cô gái, mà Tuyết Yêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cô gái kia. Nhưng Tuyết Yêu sẽ không đích thân động thủ, liền muốn mượn Cố Văn tay đem cô gái kia đánh hồn phi phách tán, có thể Tuyết Yêu thế nào đều không nghĩ đến, nửa đường giết ra cái tiểu thất. Còn dư lại 3 nữ sinh, trong các nàng bất kỳ một cái nào chết, có thể là Tuyết Yêu giết, cũng có thể là nhảy lầu tự sát nữ hài giết, bất quá, đến bây giờ cô gái kia vẫn chưa từng giết người. Cho nên, phải nhanh một chút tìm tới cô gái kia, khuyên nàng đi địa phủ, đến phán quan trước mặt đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng, phán quan minh bạch làm gì, đối với dạng này nữ hài. Tiểu thất càng nhiều là đồng tình, còn có một chút bi ai, Cố Bân bọn họ vây lại, đạo tiểu huynh đệ, bây giờ không sao chứ, tiểu thất khoát tay một cái, lúc trước chỉ là thi thể hồn phách. Bên trong còn có một cái lợi hại hơn, các ngươi muốn nhìn một chút sao, còn có lợi hại hơn, tiểu thất gật đầu một cái, Cố Văn nhỏ tiếng hỏi, vậy càng lợi hại là cái gì đồ vật yêu? Gì đó, ngươi nói cỗ thi thể này bên trong có yêu, tiểu thất vỗ tay một cái, đạo, các ngươi muốn nhìn một chút à? Cố Văn hưng phấn một chút gật đầu, Cố Bân bọn họ suy nghĩ một chút, cũng gật gật đầu, tiểu thất trịnh trọng nói, sợ cũng chớ có trách ta. Cái này yêu quái có thể không phải bình thường cái loại này tiểu yêu tiểu quái, đó là cái gì yêu tóc trắng tuyết yêu ta cùng nàng cũng coi là quen biết đã lâu. Nàng trước kia là tại trường Bạch Sơn, bất quá bởi vì gần đây bên này thiên hiện dị tượng cho nên liền chạy tới bên này, nghe được tiểu thất mà nói, mấy người đào. Các ngươi quen biết, không sai biệt lắm, ta lúc 13 tuổi sau, sư phụ dẫn ta ra ngoài luyện tay, ta liền cùng tóc trắng tuyết yêu đã giao thủ, nói xong, tiểu thất xuất ra long tuyền kiếm. Có một cái đầu thi thể, Từ Tốn nói, nghe cũng nghe đủ rồi, đi ra đi, Cố Văn nhìn chằm chằm long tuyền kiếm nhìn một cái, vừa định đặt câu hỏi, trong thi thể toát ra một cỗ lạnh giá khí lạnh. Ngay sau đó bạch quang chợt lóe, một đạo thân ảnh đứng ở mọi người đối diện, mái tóc dài màu trắng bay lượn, quần áo cũng là trắng như tuyết, mặt mũi rất đẹp rất trắng. Nhưng cặp mắt nhưng là lạnh giá không hề một tia tình cảm, Tuyết Yêu mục quang quét nhìn một vòng, rơi ở trên người tiểu thất, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngắn ngủi vài năm. Ngươi tu vi vậy mà căng nhanh như vậy, may mà, ngược lại ngươi, nhiều năm như vậy không có một chút tiến bộ nha, Tuyết Yêu ta khuyên ngươi chính là trở về trường Bạch Sơn. Trúc Dung Thạch không phải ngươi có thể chấm mút đồ vật, Tuyết Yêu lạnh rên một tiếng, ta có thể không thể được đến Trúc Dung Thạch cũng không phải là ngươi nói có tính hay không, xác thực. Ta không có bản lãnh lớn như vậy, bất quá, ngươi cũng không có đi, nói tới chỗ này, tiểu thất dừng một chút, đạo, kỳ thực thì ta biết ngươi tại sao yêu cầu Trúc Dung Thạch. Ngươi nghĩ hóa giải trong cơ thể khí lạnh, chỉ cần hóa giải khí lạnh, ngươi tóc sẽ biến thành đen, da thịt cũng càng thêm bình thường, không sai, tiểu thất thở dài, đạo. Xem ở chúng ta quen biết, ta thật không muốn cùng ngươi động thủ, Phi Tuyết Yêu nhổ bãi nước bọt, lạnh lùng nói, các ngươi Mao Sơn đệ tử đều là một cái đức hạnh, sư phụ ngươi là. Ngươi cũng là tiểu thất đào cặp mắt trắng dã, ta lại không đắc tội ngươi, ban đầu là lão đầu nhà ta đáp ứng ngươi chuyện. Ngươi có thể coi là sổ sách tìm hắn đi nha, sau lưng Cố Văn thở hổn hển, hung tợn trợn mắt nhìn tiểu thất, mình chính là Mao Sơn đệ tử, còn đem nàng đùa bỡn xoay quanh. Tiểu thất thật cũng không nhận ra được Cố Văn biểu tình, tiếp tục nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới trở về trường Bạch Sơn, được đến Trúc Dung Thạch, ta nói Trúc Dung Thạch không phải ngươi có thể chấm mút. Bây giờ Hoa Hạ các nơi yêu ma quỷ quái toàn bộ chạy tới đây, ngươi tu vi đối phó một cái quỷ vương đều khó khăn.
như thế nào cùng người khác cướp trúc dung thạch, không cần ngươi lo. Tóc trắng tuyết yêu lạnh lùng nói, tiểu thất gãi đầu một cái, thật đúng là không có biện pháp khuyên tóc trắng tuyết yêu. Phút chốc, tiểu thất từ tốn nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, người nam này có phải là ngươi hay không để cho tên nữ quỷ đó giết chết, hừ, ngươi thiếu oan uổng người. Người nam này ngày hôm qua liền chết, ta hiện ngày mới có thể tới nơi này, phát hiện hắn thời điểm, tên nữ quỷ đó chính ghé vào trên thi thể, không đúng rồi. Vậy ngươi làm gì đem thi thể treo ngược lên, ai cần ngươi lo, tiểu thất giang tay ra, được ta bất kể. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 612, huyết con nhện. Một tiểu thất lau mồ hôi nước, tóc trắng tuyết yêu hay là cùng lúc trước một cái bộ dáng, đều do vương lão đầu chiêu chọc ai không tốt. Vậy mà đi dẫn đến tuyết yêu, tiểu thất chậm chậm thần, hỏi tiếp, nếu không phải ngươi xúi dục quỷ nữ tới giết người. Vậy ngươi làm gì muốn chui vào nam trong thi thể, tóc trắng tuyết yêu mở chừng hai mắt, lại phải nổi đoá thấy màn này, tiểu thất vội vàng nói, ngươi trước đừng nóng giận. Ta chính là hỏi một chút, ngươi cũng biết Mao Sơn quy củ, ngươi nếu là không cứng rắn chuyện xấu, ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi, hừ, tóc trắng tuyết yêu lạnh rên một tiếng. Ngậm miệng không nói, tiểu thất đào cặp mắt trắng dã, tự cầm nàng thật đúng là không có biện pháp, đại tỷ, ngươi xin thương xót liền nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Được không, tuyết yêu hít sâu một hơi, từ tốn nói, ta muốn cướp trúc dung thạch, bất quá ta cũng rõ ràng bản thân tu vi. Cho nên liền muốn thừa dịp khoảng thời gian này tăng lên một hồi tu vi, tuyết yêu vừa dứt lời, Cố Văn mắng, vì tăng cao tu vi là có thể giết người lung tung sao, tuyết yêu tóc trắng bay lượn. Nhà trọ nhiệt độ chợt giảm xuống, đám đông cóng đến run lẩy bẩy, tiểu thất tức giận trợn mắt nhìn Cố Văn liếc mắt, ngay sau đó kéo tuyết yêu nói, đừng nóng giận. Nàng chính là một cái không biết nặng nhẹ tiểu nha đầu, ngươi cần gì phải chấp nhặt với nàng đây, Cố Bân thấy Cố Văn còn muốn lên tiếng, vội vàng kéo lại nàng. Không thể để cho cô nãi nãi này nói tiếp rồi, nếu là đem tuyết yêu chọc giận, mấy người bọn họ hạ chàng khẳng định chẳng tốt đẹp gì, tuyết yêu thu liễm khí tức nhìn Cố Văn lạnh lùng nói. Ta nói rồi không có giết người, nếu như ngươi còn dám nói bậy bạ, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí, bằng ngươi có thể làm gì ta, Cố Văn không chịu thua trả một câu. Tiểu thất quay đầu nhìn chằm chằm Cố Văn đạo, đầu óc ngươi có phải hay không thiếu cầu nối a, không biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói sao, nói xong. Tiểu thất cho Cố Bân nháy mắt, để cho hắn đem Cố Văn kéo đi ra bên ngoài, Cố Bân gật gật đầu, không để ý Cố Văn phản kháng, đưa nàng kéo ra khỏi nhà trọ. Sau đó vọt vào nhà trọ đem cửa túc xá đóng lại, Cố Văn đem cửa chụp bịch bịch vang lên, trong miệng không ngừng mắng Cố Bân, dựa theo tuyết yêu từng nói, nàng không có xúi dục quỷ nữ giết người. Như vậy thì là giữa không trung cái kia xúi dục tiểu thất lúc trước nhận ra được tuyết yêu tại nam trong thi thể sau, còn tưởng rằng chính là tuyết yêu xúi dục nghe tuyết yêu mà nói sau. Lúc trước suy đoán cũng là sai lầm, tuyết yêu mặc dù là yêu, nhưng lòng tham tốt nàng tu luyện ngàn năm, cho tới bây giờ không có từng giết một người. Thậm chí không có hút qua nhân loại dù là một chút khí huyết, lần này khả năng cũng là đúng dịp đụng phải trên đất Nam Thi, dù sao cũng chết rồi. Còn không bằng làm cho mình hút xuống khí huyết tu luyện, khả năng tuyết yêu tựu là như này nghĩ, tuyết yêu mới tới Xuân Thành một ngày thời gian. Khẳng định không biết giữa không trung là cái gì đồ vật, xem ra muốn biết rõ giữa không trung đến tột cùng là gì đó yêu ma quỷ quái, còn phải bắt một cái quỷ tới hỏi hỏi. Tuyết yêu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tiểu thất nhìn một hồi, đạo tiểu tử, ngươi nói cho ta biết ta phải làm sao mới được trúc dung thạch, tiểu thất sững sờ. Hỏi, ngươi nói gì đó, ta phải làm sao mới được trúc dung thạch, tuyết yêu cắn răng nghiến lợi nói, tiểu thất gãi đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói, không phải ta nói a.
bằng ngươi tu vi, cho dù là sửa mái nhà dột đều không cơ hội, bất quá nha, trúc dung thạch loại vật này khẳng định không thể rơi vào tà ma ngoại đạo trong tay. Nếu như ta sư thúc tổ có thể có được mà nói, ta xem có thể hay không muốn một ít cho ngươi, Tuyết Yêu nghi ngờ nói, ngươi nói hết rồi hoa hạ yêu ma quỷ quái đều đến. Ngươi là có thể khẳng định ngươi sư thúc tổ nhất định có thể có được, tiểu thất gật đầu một cái, ta khẳng định hắn có thể được đến, Tuyết Yêu có chút không tin, mở chừng hai mắt nói. Người sư thúc tổ tu vi cao bao nhiêu, cái này, so với lão đầu nhà ta lợi hại hơn, Tuyết Yêu gật đầu một cái, người nếu nói như vậy, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Nếu là dám gạt ta, ta liền lột quần áo ngươi, đem ngươi treo ở Xuân Thành kiến trúc cao nhất vật lên, làm người quan sát, tiểu thất lui về phía sau hai bước, hai tay ôm ngực. Trừng mắt to nhìn Tuyết Yêu đạo, ngươi như thế này mà tàn nhẫn, hừ, ta không đem ngươi ném ở trường Bạch Sơn đều coi là tốt, tiểu thất khoát tay một cái, tiến lên mấy bước. Phụ thân dán tại Tuyết Yêu bên tai, hỏi nhỏ, này chỗ chức giáo giữa không trung mây đen răng kín, ngươi có biết hay không là nơi nào tới yêu ma quỷ quái, Tuyết Yêu nhìn tiểu thất liếc mắt. Hướng lên trên một chỉ, ngươi nói là giữa không trung cái kia. Tiểu thất gật đầu một cái, thấy vậy, Tuyết Yêu nhỏ tiếng nói, tiểu tử ta khuyên ngươi không nên đi trêu chọc hắn, hắn tu vi cũng không thấp, ta cũng không thấp a. Dù sao ta cũng khuyên bất động ngươi, ngươi phải ra tay tự ra tay đi, đúng rồi, tiểu tử ngươi dự định khi nào đi trúc dung thạch rớt xuống địa phương, nghe vậy, tiểu thất đào. Tiếp qua 10 ngày đi, ngươi có phải hay không dự định cùng ta một đường, không được sao, được ngươi liền đàng hoàng ở lại đây. Ta xuất phát thời điểm sẽ đến tìm ngươi, Tuyết Yêu gật đầu một cái, sau đó phất phất tay, vội vàng đem thi thể khiêng đi, không muốn ảnh hưởng ta tu luyện, tiểu thất cười một tiếng. Cố sĩ quan cảnh sát đem thi thể khiêng đi đi, Cố Bân gật đầu một cái, mấy người dùng thi túi đem nam thi giả trang tốt, mang lên rồi bên ngoài túc xá tiểu thất đi tới cửa. Quay đầu nhìn Tuyết Yêu liếc mắt, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, ta biết rồi, ngươi thế nào như vậy dài dòng, tiểu thất đảo cặp mắt trắng dã, đảo. Tiểu ra đây là quan tâm ngươi, đoàn người đi xuống lầu, Cố Văn đi ở phía sau cùng không nói tiếng nào, nhưng giết người bình thường ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu thất bóng lưng. Tiểu thất quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có phản ứng Cố Văn, hôm nay quá muộn, đợi ngày mai tới nữa bắt chỉ quỷ hỏi dò một hồi. Giữa không trung rốt cuộc là cái gì đồ vật, có thể tiểu thất muốn cho hắn sống lâu một ngày, hắn lại cảm giác mình chán sống, ngay tại mấy người đi tới thao trường thời điểm. Giữa không trung mây đen trung huyết quang tràn ra, một vệt hồng quang nổ bắn ra mà tới, tiểu thất mạnh mẽ xoay người, móc ra kiếm bát quái, hướng giữa không trung chiếu một cái. Kim quang cùng huyết quang lẫn nhau hối, triệt tiêu lẫn nhau, tiểu thất lông mày nhướn lên, nhìn chằm chằm huyết quang tràn ra mây đen lạnh lùng nói, tiểu gia không trêu chọc ngươi. Ngươi lại dám động thủ trước, thật sự coi chính mình rất lợi hại phải không, giữa không trung mây đen dừng lại quay cuồng, từ trung gian tách ra, đập vào mắt là một mảnh huyết quang. Tại trong huyết quang, hai cái to bằng bắp đùi huyết đồng, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thất, phút chốc, phách lối thanh âm lạnh lùng vang lên, Mao Sơn đệ tử, Mao Sơn đệ tử. Nghe được cái này sát ý 10 phần thanh âm, tiểu thất lông mày nhướn lên, giữa không trung chủ hòa Mao Sơn có thâm cừu đại hận a, Cố Bân đám người trố mắt nhìn nhau. Không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, giữa không trung mây mưa bên trong, vậy mà thật quái vật, nhìn trận thế tựa hồ thật không đơn giản a, Cố Văn nhìn tiểu thất bóng lưng, lẩm bẩm. Chuyên gây rắc rối, tiểu thất không có thời gian phản ứng Cố Văn, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung vậy đối với thật to huyết đồng, trong đầu hồi tưởng liên quan tới huyết đồng hết thảy. Có thể suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, ngay sau đó quay đầu nhìn Cố Bân mấy người nói.
Chúng ta đi thôi, bất kể giữa không trung yêu ma quỷ quái rồi hả? Cố Bân kinh ngạc nói, nghe vậy, Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, hắn ở trên trời, ta lại không thể trời cao. Coi như muốn đối phó hắn, cũng phải nghĩ biện pháp dẫn hắn đi xuống, hôm nay không có thời gian rồi, ngày mai lại tới trừng trị nó, cũng là Cố Bân gật đầu một cái. Mấy người vừa mới chuyển thân rời bước, giữa không trung huyết đồng lại lần nữa bắn ra hai vệt kinh người huyết quang, Tiểu Thất bước chân dừng lại, quăng ra hai đạo linh phù. Lạnh giọng quát lên, nếu ngươi phải chơi, Tiểu gia hôm nay liền theo ngươi hảo hảo chơi đùa. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 613, huyết con nhện 2, ha ha, ngươi có năng lực chịu đựng cùng ta chơi đùa sao, Mao Sơn đệ tử, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, lời còn chưa dứt. Giữa không trung lại lần nữa vang lên lạnh lùng lời nói, Tiểu Thất chau mày, trong tay mình thật đúng là không có đồ vật có khả năng đánh tới giữa không trung đi, suy nghĩ một chút. Quay đầu nhìn Cố Văn Đạo, đem thất tinh mệnh bàn cho ta, vì sao phải cho ngươi, ngươi cho rằng là ngươi là ai nha, nhưng mà Cố Văn không chút nào không nể mặt Tiểu Thất trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Thất nhướng mày một cái, vừa muốn lên tiếng, nơi đây nhiệt độ chợt giảm xuống, trên bầu trời vậy mà bay lên bông tuyết, dương mắt nhìn lên, thấy tuyết yêu chính thành thực đi tới, hồi lâu. Nàng đi tới Tiểu Thất bên cạnh, nói, tiểu tử, muốn ta giúp một tay sao, Tiểu Thất nghi ngờ nói, ngươi phải thế nào giúp ta? Bằng ngươi tu vi còn đánh không thắng giữa không trung đồ vật chứ, tuyết yêu tức giận nói, ai nói ta cùng hắn đánh, ta đưa ngươi đi tới, ngươi và hắn đánh, Tiểu Thất nguấy nguấy lỗ tai. Ngươi nói gì đó, ta đưa ngươi đi tới, lần này rốt cuộc nghe rõ ràng, Tiểu Thất suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, đạo, được, vậy ngươi đem ta đưa đến giữa không trung đi. Để cho ta thật tốt dạy dỗ một chút đồ hỗn trướng này, tuyết yêu ngòn ngọt cười, lắc mình biến thành một cái tuyết điêu, nàng hướng Tiểu Thất nháy mắt một cái. Tiểu Thất úp sấp tuyết yêu trên người, ôm cổ nàng, tuyết yêu nhắc nhở một tiếng, tiểu tử, ngươi ước chừng phải ôm chặt té xuống ta cũng không chịu trách nhiệm, không thành vấn đề. Dẫn ta đi tới, tuyết yêu gật đầu một cái, mang theo Tiểu Thất hóa thành một vệt bạch quang, vạch qua bầu trời đêm xông về trường chuyên nghiệp bầu trời mây đen. Cố Bân bọn họ không có một chút hâm mộ, ngược lại có chút bận tâm, Cố Bân nghiêng đầu nhìn Cố Văn Đạo, Văn Văn. Ngươi tại sao không đem thất tinh mệnh bàn cho mượn tiểu huynh đệ, thất tinh mệnh bàn là ta sư phụ truyền cho ta, ta muốn mượn liền mượn, Cố Văn nhướng nhướng mày nói, Cố Bân thở dài. Ngươi coi như muốn giở tính trẻ con cũng chia cái trường hợp nghiêm khắc nói đến, ngươi cũng là Mao Sơn đệ tử, nghe lúc trước tiểu huynh đệ cùng tuyết yêu đối thoại. Sư phó hắn chính là Mao Sơn trưởng môn, nếu như hắn không muốn giúp ngươi nắm giữ thất tinh mệnh bàn, không giúp sẽ không giúp. Ghê gớm ta không dùng thất tinh mệnh bàn là được, Cố Bân không lời nào để nói, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, tuyết yêu vác Tiểu Thất đã đến mây đen chính phía dưới, hơn nữa. Tiểu Thất cũng đứng ở tuyết yêu trên lưng, đang cùng mây đen trung đưa ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm giao chiến, một màn này kinh hiểm không gì sánh được, liền dưới chân đi lên tuyết yêu. Không có một chút bảo vệ biện pháp, nếu là té xuống, hậu quả không cách nào tưởng tượng, đột nhiên, lại vừa là một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm vỗ tới. Tiểu Thất đối diện phó lúc trước xuất hiện cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm, không có cố kỵ đến đột nhiên này xuất hiện bàn tay lớn màu đỏ ngòm, bàn tay lớn màu đỏ ngòm đem Tiểu Thất lật. Điên cuồng rũ xuống rơi, Cố Bân bọn họ sợ đến quá sức, đều là che miệng, ở trong lòng cầu nguyện tuyết yêu có khả năng đuổi kịp xa xuống Tiểu Thất. Tiểu Thất thúc dục trong cơ thể toàn bộ linh lực tạo thành một đạo bình chướng, như thế bên dưới, xa xuống tốc độ chậm chạp một ít, tuyết yêu đuổi kịp Tiểu Thất.
Tiểu Thất bàn tay đánh một cái hư không, thân thể một phen, nằm ở Tuyết Yêu trên lưng, thấy màn này, Cố Bân bọn họ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó thấy Tuyết Yêu mang theo Tiểu Thất lại vọt mạnh đi tới, Cố Bân vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho đội chữa lửa, để cho bọn họ mang theo khí đệm vội vàng tới. Giữa không trung cảnh tượng, nhìn đến Cố Bân bọn họ đều lo lắng đề phòng, càng không cần phải nói tự mình chiến đấu Tiểu Thất rồi, Tiểu Thất mặc dù cũng lo lắng cho mình té xuống. Nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn, đây là hắn đời này lần đầu tiên ở giữa không trung cùng yêu ma quỷ quái giao thủ, Tiểu Thất cũng biết tu vi đạt tới cảnh giới nhất định. Có thể mượn linh lực trong thời gian ngắn dừng lại ở giữa không trung, giống như tại Tây Xuyên đối phó giáo học lâu quỷ vật lúc Vương lão đầu ở giữa không trung giống nhau. Tiểu Thất mặc dù cũng là thánh vị đạo hạnh, nhưng cùng Vương lão đầu so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn, bởi vì ở giữa không trung, không cách nào cổ động xuất thủ. Hơn nữa giữa không trung đồ vật tựa hồ là hữu hình không thực, đánh hồi lâu, còn không có đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương, Tiểu Thất vỗ một cái Tuyết Yêu. Nàng xoay người đi xuống bay đi, dừng ở giáo học lâu đỉnh, theo Tuyết Yêu trên người nhảy xuống, nàng cũng khôi phục hình người, nhìn Tiểu Thất đạo, tiểu tử. Thế nào, Tiểu Thất lắc đầu một cái, hắn hữu hình không thực, bình thường chiêu số đối với nó không có tác dụng. Vậy làm sao bây giờ, Tiểu Thất trầm tư phút chốc, nói, chờ một chút ta thi triển thiên hỏa lệnh, khả năng đối với ngươi sẽ tạo thành một điểm tổn thương, không việc gì. Ngươi yên tâm thi triển, Tiểu Thất gật đầu một cái, ngay sau đó vỗ một cái túi vải, bảo bảo thò đầu ra, liếc mắt nhìn hai phía, sau đó nhảy đến Tiểu Thất bả vai ngồi xuống, ca ca. Tiểu Thất sờ một cái tiểu từ đầu, đạo, bảo bảo, giúp ca ca một chuyện, ca ca muốn bảo bảo làm gì, Tiểu Thất chỉ giữa không trung huyết quang, nhẹ giọng nói. Ngươi giúp ca ca đi lên xem một chút kia trong mây mặt ẩn núp là yêu quái gì, thấy rõ ràng về sau đi xuống nói cho ta biết, tiểu tử gật đầu một cái, tung người nhảy lên. Hướng giữa không trung mây đen chạy tới, mấy phút tiểu tử kinh hoàng thất thố liền lăn một vòng từ giữa không trung đi xuống, chui vào Tiểu Thất trong ngực, hồi lâu, bảo bảo nháy mắt một cái. Chỉ giữa không trung nói, ca ca, bên trong là một con nhện, một cái thật là lớn con nhện, bảo bảo ngươi có hay không nhìn lầm, Tiểu Thất nhướng mày một cái, thấp giọng hỏi. Không có, bảo bảo không có nhìn lầm, chính là một con nhện, Tiểu Thất gật đầu một cái, để cho tiểu tử chui vào túi vải đi, nghiêng đầu nhìn Tuyết Yêu đào. Ngươi có biết hay không gì đó, con nhện có loại bản lãnh này, Tuyết Yêu cau mày nghĩ một lát, nhẹ giọng nói, có phải hay không là huyết con nhện, huyết con nhện. Ta thế nào cho tới bây giờ không có nghe qua, Tuyết Yêu giải thích nói. Huyết con nhện chỉ sinh sống ở Tây Nam bên này, những địa phương khác rất hiếm thấy đến, ta cũng chỉ là nghe qua. Thế nhưng không phải huyết con nhện ta cũng không biết, nó và ta môn Mao Sơn có thù oán, xem ra đã từng có Mao Sơn đệ tử đối phó qua hắn, sư phụ ta cùng sư huynh tu vi đều mạnh hơn ta. Đối phó hắn hẳn là không thành vấn đề, nếu không có đưa nó tiêu diệt, vậy đối với trả cho nó rốt cuộc là người nào, ta dù sao cũng không biết, Tiểu Thất bĩu môi, đạo, không nói những thứ này. Dẫn ta đi tới, Tuyết Yêu quái xuất hiện ra nguyên hình, Tiểu Thất nằm ở nàng trên lưng, lại đi đến giữa không trung, Cố Bân thấy Tiểu Thất thật lâu không có xuất hiện, đều cho là xảy ra chuyện. Thấy Tuyết Yêu vác Tiểu Thất lại xông tới, mới yên lòng, khoảng cách mây đen còn có mấy mét thời điểm, bàn tay lớn màu đỏ ngòm đập tới, Tuyết Yêu linh khéo léo tránh. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, dán tại long tuyền kiếm thân, cắn chót lưỡi phun ra một búng máu, bấm chỉ quyết, trong miệng hét lớn một tiếng. Phần thiên lửa, long tuyền kiếm thân toát ra ngọn lửa hừng hực, Tiểu Thất phung chém mà ra, hỏa diễm bay vào mây đen bên trong, bàn tay lớn màu đỏ ngòm rụt trở về. Mây đen trung truyền ra tiếng kêu thảm thiết, nghe được tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Thất lông mày nhướn lên, quả nhiên hữu dụng, liên tục huy động mấy cái, long tuyền kiếm thân hỏa diễm biến mất.
Thu cất long tuyển kiếm, tiểu thất tiếp lấy ấn pháp, thì thầm, thiên hỏa phần thần, đạo khí nguyên tôn, tam thanh vi thượng, hình thần câu diệt. Thiên hỏa lệnh, trong hư không lửa lớn xuất hiện, đem mây đen bọc. Một màn này tại Cố Vân bọn họ xem ra nhất định chính là kỳ cảnh, đối với pháp thuật hàng ngũ càng thêm sợ. Tuyết yêu cảm nhận được thiên hỏa lệnh nhiệt độ, cực kỳ khó chịu, mang theo tiểu thất xoay người liền hướng xuống đi. Tiểu thất vỗ tuyết yêu hô, tuyết yêu ngươi làm gì vậy đây? Vội vàng đưa ta đi tới nha. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 614, thất tinh mệnh bàn sơ hiện uy một tuyết yêu không để ý tiểu thất đi tới giáo học lâu đỉnh, tuyết yêu biến trở về hình người, lôi kéo tóc mình. Căm tức nhìn tiểu thất, tiểu tử, ngươi xem, tóc đều cháy rụi, tiểu thất ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy tuyết yêu tóc bị đốt rụi hơn phân nửa, nhìn tuyết yêu quái xuất hiện tại dáng vẻ. Không nhịn được muốn cười, nhẫn trong chốc lát nói, ta lúc trước đã nhắc nhở qua ngươi, thiên hỏa lệnh đối với ngươi sẽ tạo thành tổn thương, tuyết yêu lạnh rên một tiếng, không để ý ngươi. Tiểu tử, chính ngươi đối phó huyết con nhện đi thôi, khác nhẫn tâm như vậy nha, ngươi tối thiểu cũng đem ta đưa về phía dưới, tuyết yêu nghe nói như vậy, trắng tiểu thất liếc mắt. Đưa tay bắt lại tiểu thất bả vai, nhảy xuống giáo học lâu, an ổn rơi xuống đất, tiểu thất nhìn nàng nói, được rồi, lần này là ta không nói rõ ràng, thật xin lỗi, tiểu tử. Coi như ngươi thức thời, biết rõ nói xin lỗi, bằng không ta khẳng định lột sạch ngươi tóc, tiểu thất bĩu môi, đạo, ngươi ở nơi này chính mình cẩn thận một điểm. Hôm nay là không có cách nào thu thập hết huyết con nhện rồi. Không chỉ có như thế, hai ta còn đem huyết con nhện làm phát bực rồi, hắn nếu là lạm sát ngươi giúp ta ngăn lại hắn, biết. Thật là dài dòng, tiểu thất đào cặp mắt trắng dã, đạo, nói hết rồi, ta là vì ngươi tốt, làm gì nói ta dài dòng, ngươi vốn là dài dòng, không với ngươi náo rồi, ta đi trước. Ngươi chính mình cẩn thận một ít, tuyết yêu gật đầu một cái, thân hình rất nhanh biến mất không thấy, tiểu thất ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thiên hỏa lệnh đã mất hiệu lực. Cũng không biết đối với huyết con nhện tạo thành tổn thương bao lớn, đi tới Cố Bân bên cạnh bọn họ, mấy người đều khiếp sợ nhìn tiểu thất lông mày nhướng lên. Các ngươi gặp quỷ, tiểu huynh đệ, ngươi rất lợi hại, ta cảm giác văn văn cùng ngươi so ra quả thực không đáng giá một đồng, Cố Vân đạo, Cố Vân, Cố Văn sắc mặt âm trầm. Trợn mắt nhìn Cố Vân một chữ một cái nói, Cố Vân nhìn Cố Văn liếc mắt, đạo ta nói là sự thật, ngươi nếu không tin, hỏi một chút tiểu kim bọn họ, tiểu thất dương mắt quét mắt một vòng. Thấy lúc trước tình huống cũng không có đưa tới người khác quá qua ải chú thích, có lẽ coi là người khác thả pháo hoa cũng khó nói rồi, bất kể là nguyên nhân gì. Không có đưa tới chú ý chính là chuyện tốt, lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mọi người nhìn về phía cửa trường học địa phương, thấy hai chiếc xe cứu hỏa mở ra đi vào. Tiểu thất nhướng mày một cái, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, không việc gì, lúc trước gặp đến ngươi từ giữa không trung rớt xuống, cho nên tìm nhân viên chữa cháy kéo khí đệm. Bây giờ không sao, ta để cho bọn họ trở về được rồi, tiểu thất gật đầu một cái, loại chuyện này Cố Vân đi nói thích hợp nhất rồi, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Xe cứu hỏa liền ngừng lại, Cố Vân chạy chậm đến xe cứu hỏa bên cạnh cùng người bên trong nói mấy câu nói, sau đó, xe cứu hỏa liền quay đầu rời đi trường học. Vô luận là xe cứu hỏa hay là trước tiểu thất bọn họ đi vào trường học, cửa trường học an ninh từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, Cố Vân chạy trở lại, được rồi, bọn họ rời đi. Tiểu huynh đệ, giữa không trung yêu quái thế nào, tiểu thất lắc đầu một cái, không quá rõ ràng. Cũng không biết lúc trước lửa lớn có hay không đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương, lúc này, Cố Vân bên người một người cảnh sát nhẹ giọng nói. Ta muốn hẳn không có, tại sao, hắn chỉ giữa không trung, đạo tự các ngươi nhìn, ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung mây đen tản ra, huyết đồng xuất hiện, không chỉ có như thế.
còn có 4 con nhện chân tiến vào mấy người trong tầm mắt. Cố Bân nuốt nước miếng một cái, này, lớn như vậy con nhện, giữa không trung chính là một con nhện tinh. Nhìn bây giờ bộ dáng, hắn cũng không có chịu quá trọng thương, hơn nữa, đã đem hắn chọc giận, nếu là cứ như vậy rời đi, không chừng hắn sẽ tạo thành giết chóc. Tiểu Thất trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ, Cố Bân bọn họ nóng nảy hỏi. Tiểu Thất ánh mắt rơi ở trên người Cố Văn, mở miệng nói, đem thất tinh mệnh bàn cho ta mượn dùng một chút. Rất nhanh thì trả lại ngươi, Cố Văn vẫn là không muốn, Cố Bân cũng không để ý nhiều như vậy, đem Cố Văn trong tay mệnh bàn đoạt lại, đưa cho Tiểu Thất. Cố Văn trợn mắt nhìn Cố Bân. Hét lớn một tiếng, Cố Bân ngươi muốn chết à, hừ, uổng ngươi chính là Mao Sơn đệ tử, liền điểm này độ lượng, ta cũng không sợ ngươi đi nói với ta hình, ta Cố Bân làm việc thản đãng đãng. Tiểu Thất nhìn Cố Văn liếc mắt đi về phía trước mấy bước, ngửa đầu nhìn giữa không trung mây đen, kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm thần chú, linh phù một đốt. Phù quang đi vào thất tinh mệnh bàn bên trong, Cố Văn thấy Tiểu Thất bắt đầu thúc giục thất tinh mệnh bàn, nàng cũng niệm chú đi quyết trở ngại Tiểu Thất. Tiểu Thất quay đầu nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu ngươi làm như thế, cũng không thể trách chính mình lòng dạ ác độc rồi, cắn bể ngón tay. Tại thất tinh mệnh bàn lên vẽ ra một đạo linh phù, thần chú vừa rơi xuống, Cố Văn thân thể run lên, khó tin nhìn Tiểu Thất, nàng cảm giác mình cùng thất tinh mệnh bàn mất đi cảm ứng. Giữa không trung huyết con nhện phát ra thanh âm chói tai, Mao Sơn đệ tử, không nghĩ tới ngươi lại có thất tinh mệnh bàn, ha ha, sợ sao? Tiểu Thất cười lớn một tiếng. Huyết con nhện lạnh lùng nói, sợ hãi, coi như ngươi có thất tinh mệnh bàn, cũng không phải đối thủ của ta, thật sao? Hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thất tinh mệnh bàn lực lượng. Tiểu Thất bàn tay ném đi, thất tinh mệnh bàn trôi lơ lửng ở giữa không trung, hai tay bấm chỉ quyết. Lớn tiếng thì thầm, tử vi có mệnh, ngọc hành thiên quân, khai dương tam nguyên, quá nhỏ câu trần, hiên viên phá giết, thiên hình đơn độc sát, thiên mệnh đơn độc thần, thái thượng sắc lạnh. Thất tinh mệnh bàn, mở theo giữa không trung đi xuống thất tinh mệnh bàn đột nhiên ngừng lại, mệnh bàn tản ra nhàn nhạt hoàng quang, mà ở xa xôi chân trời. Rất nhiều tinh thần vào thời khắc này đều trở nên sáng chói lên, tăng cường lấy bắn ra chùm ánh sáng, ở giữa không trung hội tụ thành một vệt ánh sáng. Ánh sáng thật giống như mưa sao băng vạch qua chân trời, chạy thẳng tới thất tinh mệnh bàn mà tới, khoảng cách Xuân Thành mấy trăm cây số một cái trấn nhỏ một gian nhà lầu đình. Một người mặc đường trang lão nhân ngẩng đầu nhìn vạch qua chân trời chùm ánh sáng, khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười, lẩm bẩm nói, xem ra nha đầu kia tìm tới Mao Sơn trưởng môn. Chùm ánh sáng tốc độ nhanh làm người chắc lưỡi hít hà, không tới một phút thời gian, đã chạm vào rồi thất tinh mệnh bàn bên trong, Cố Văn nhìn Tiểu Thất bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói. Nguyên lai ngươi chính là Mao Sơn trưởng môn, Cố Bân bọn họ hoàn toàn không có nghe được Cố Văn lẩm bẩm cái gì đó, bởi vì bọn họ đã bị mới vừa rồi một màn sợ ngây người. Nhất định chính là bằng nhân lực chơi đùa ra mưa sao băng, treo nổ ngày, chùm ánh sáng hoàn toàn đi vào thất tinh mệnh bàn mặt ngoài hoàng quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Thất vẫy tay một cái, mệnh bàn bay đi xuống, tiếp lấy thất tinh mệnh bàn, Tiểu Thất nhìn mây đen trung huyết con nhện lạnh lùng nói. Nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ được câu trần diệt ma. Tiểu Thất ngón tay tại thất tinh mệnh bàn vùng vẫy, một vệt lãnh đạm chùm sáng màu xanh lục tự cho là bàn nổ bắn ra mà ra. Chạy thẳng tới mây đen mà đi, huyết con nhện phun ra chùm sáng màu đỏ ngòm, cùng lãnh đạm chùm sáng màu xanh lục đụng nhau, dễ như bỡn. Chùm sáng màu đỏ ngòm mới vừa tiếp xúc được lãnh đạm chùm sáng màu xanh lục trực tiếp nổ tung, lãnh đạm chùm sáng màu xanh lục lấy sét đánh không kịp che tai tốc độ đi vào mây đen bên trong, a. Huyết con nhện phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Thất sắc mặt không hề bị lay động, lại một lần nữa vùng vẫy thất tinh mệnh bàn, thiên hình.
Chùm sáng màu đỏ nổ bắn ra mà ra, đi vào mây đen bên trong, giữa không trung mây đen bị màu xanh nhạt cùng màu đỏ chiếm cứ, rực rỡ, tươi đẹp, chói mắt, Tiểu Thất ánh mắt một nghiêm ngặt. Ngón tay động một cái, hét lớn một tiếng, Tử Vi phải giết, chùm sáng màu tím phóng lên cao, hóa thành một thanh cự kiếm, tựa như màu tím lôi đình, cắm thẳng vào huyết con nhện. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 615, thất tinh mệnh bàn sơ hiện uy hai chùm sáng màu tím biến ảo cự kiếm, làm người cảm thấy không hiểu kinh hãi, huyết con nhện thấy nổ bắn ra tới kiếm lớn màu tím. Trực tiếp xoay người chạy trốn, bất quá, hắn đánh giá thấp kiếm lớn màu tím tốc độ, còn chưa chờ hắn bước ra ba bước, kiếm lớn màu tím đã treo ở hắn đỉnh đầu, Tiểu Thất trong mắt sát ý ác liệt. Bàn tay vung mạnh xuống, chảm kiếm lớn màu tím phá vỡ mây đen, chặt chém xuống, soạt soạt âm thanh tựa như sấm rền bình thường kinh người, huyết con nhện kêu thê lương thảm thiết. Thật dài chân nhện nâng lên, khiêng kiếm lớn màu tím, thấy màn này, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi còn có thể kháng bao lâu, ngón tay tại thất tinh mệnh bàn phía trên lay hai cái. Lại vừa là hai chùm sáng bắn tới, cùng kiếm lớn màu tím dung hợp vào một chỗ, nhìn như vậy đi, bầu trời giống như có một cái màu sắc rực rỡ hào quang bình thường rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Cố Bân bọn họ há to mồm, hồn nhiên không biết nước miếng đều đã chảy đến trên đất, tóm lại, hôm nay màn này quả thực lật đổ bọn họ thế giới quan. Lúc trước chính là đành chết cũng sẽ không tin tưởng, nhân lực có khả năng làm đến bước này, giữa không trung, huyết con nhện tê thanh, hắn khiêng cự kiếm chân nhện đã đoạn được thất thất bát bát. Phanh, một tiếng vang trầm thấp nhộn nhạo lên, huyết con nhện phát ra bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết, sau đó hóa thành một vệt huyết quang bắn về phía mặt đất. Tiểu Thất đem thất tinh mệnh bàn lui về phía sau ném một cái, sách long tuyền kiếm hướng huyết quang rơi xuống đất phương hướng chạy như điên, Cố Bân bọn họ phục hồi lại tinh thần, nghi ngờ nói. Tiểu huynh đệ làm gì đi rồi, hẳn là cái kia nhện lớn còn không có được giải quyết xuống, hắn đuổi giết đi rồi, nghe lời này một cái, Cố Bân vội vàng nói, vội vàng. Chúng ta cùng đi qua nhìn một chút, Cố Bân bọn họ vội vàng hướng Tiểu Thất chỗ ở phương hướng đuổi theo, Cố Văn đứng tại chỗ, nhìn mọi người chạy băng băng bóng lưng, sau đó lên trước mấy bước. Lặng lẽ nhặt lên trên đất mệnh bàn, nàng bây giờ đã cùng mệnh bàn mất đi liên lạc, bây giờ cho dù là sư phó của nàng, cũng không thể giúp nàng nắm giữ mệnh bàn, chỉ có Mao Sơn trưởng môn có thể. Tiểu Thất sách long tuyền kiếm chạy như điên, Cố Bân bọn họ sau lưng hắn điên cuồng đuổi theo, đi tới một tòa nhà xuống, móc la bàn ra phân biệt phương hướng một chút. Sau đó đi tới trước lầu túc xá, một kiếm bổ ra đại môn, xông tới, nửa phút trái phải, Cố Bân bọn họ cũng đi xuống lầu dưới, từng cái thở hồng hộc, Cố Bân không thở được nói, hắn chạy. Chạy quá nhanh, không đúng rồi, Cố đội nơi này thật giống như nữ sinh lầu túc xá, chúng ta như vậy xông lên, Cố Bân vỗ một cái nói chuyện người cảnh sát này đầu, mắng, Tiểu Kim. Người nghĩ gì vậy, chúng ta nhưng là cảnh sát, Cố đội, chúng ta nhanh lên đi, bằng không liền bỏ lỡ, vài người vịn tường vách tường từng bước leo lên. Cũng không biết Tiểu Thất đến mấy lầu, bọn họ liền mù quáng leo lên, Tiểu Thất nắm la bàn, chạy thẳng tới lầu ba mà đi, quẹo trái quẹo phải cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một gian cửa túc xá. Tại sao phải cẩn thận đây? Bởi vì hắn cũng phát hiện nơi này là nữ sinh lầu túc xá, nếu là đem nữ sinh đánh thức, sẽ bị trở thành tên háo sắc, có thể Tiểu Thất mở cửa. Không có phát hiện huyết con nhện, mà là nhìn đến một đạo quỷ ảnh đứng ở một giường lớn trước mắt là một cái quỷ nữ, rất bình thường, trên người không có một chút oán khí. Hẳn không phải là lệ quỷ, dù là Tiểu Thất mở cửa ra, nàng vẫn là ngơ ngác đứng ở mép giường, Tiểu Thất đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái quỷ nữ bả vai, nàng mạnh mẽ quay đầu, sợ hãi lui về phía sau.
Tiểu Thất bắt lại cổ tay nàng, đưa nàng kéo ra khỏi nhà trọ, rón rén đem cửa túc xá đóng lại, sau đó kéo quỷ nữ đi xuống lầu dưới, huyết con nhện không biết trốn đến nơi nào. Trong lúc nhất thời rất khó tìm, chỉ có thể tìm quỷ hỏi một chút rồi, vừa tới lầu 2, đụng phải mệt mỏi nằm trên đất Cố Bân đám người, Tiểu Thất lông mày nhướn lên, nhẹ giọng nói. Các ngươi đây là thế nào? Cố Bân phí sức ngẩng đầu lên, đạo, mệt mỏi, quá mệt mỏi, Tiểu Thất đào cặp mắt trắng dã, vội vàng xuống lầu. Nơi này chính là nữ sinh nhà trọ thì thế nào, hiện tại cũng ngủ thiếp đi, ngươi trước đi xuống, chúng ta nghỉ một lát xuống ngay, nghe vậy, Tiểu Thất cười nói. Ta có thể không có tìm được huyết con nhện, các ngươi nếu là không đi theo đi xuống, đụng phải huyết con nhện cũng chớ có trách ta. Tiểu Kim, khác đè ta, vội vàng xuống lầu. Tiểu Thất theo mấy người bên cạnh đi qua, rất nhanh tới dưới lầu, lòng ra quỷ nữ tay, nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất liếc mắt, sau đó vẫn cúi đầu, quỷ nữ dáng vẻ thập phần nhu nhược đáng thương. Tiểu Thất hỏi nhỏ, ngươi có thấy hay không một cái huyết sắc con nhện, quỷ nữ lắc đầu một cái, Tiểu Thất hỏi tiếp, ngươi tại sao không đi đầu thai? Quỷ nữ lại lắc đầu, Tiểu Thất bất đắc dĩ, kéo quỷ nữ tay cách xa nữ sinh lầu túc xá, chung quy ở chỗ này không tốt nói chuyện lớn tiếng, đi tới thao trường, Tiểu Thất từ tốn nói. Ngươi có phải hay không trước đây không lâu nhảy lầu tự sát nữ hài, quỷ nữ ngậm miệng không nói, Tiểu Thất gãi đầu một cái, gặp phải như vậy một cái chủ cũng thật là khó khăn, đợi 5-6 phút. Cố Bân bọn họ chạy tới, vài người dừng lại một cái trực tiếp nằm lên trên đất để cho bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiểu Thất nắm cố hồn nguyền rủa đánh vào quỷ nữ trên người. Nàng hồn phách ngưng tụ, Cố Bân ngẩng đầu nhìn lên, sợ hết hồn, tiểu huynh đệ, cô gái này là ai? Tiểu Thất bàn tay nâng quỷ nữ cằm, để cho nàng ngẩng đầu lên, thấy nàng bộ dáng. Cố Bân thất kinh, nàng chính là cái kia nhảy lầu tự sát nữ hài, ta nói đây, nàng tính cách cực kỳ nhu nhược, không thích nói chuyện. Cũng khó trách sẽ bị những cái được gọi là học sinh xấu khi dễ, Tiểu Thất thở dài nói, quỷ nữ cắn môi, rốt cuộc lấy dũng khí nhìn thẳng Tiểu Thất, Tiểu Thất vỗ một cái quỷ nữ mơ u bàn tay. Nhẹ giọng nói, ngươi đi đầu thai đi, ngươi tại nhân gian chỗ gặp gỡ sự tình, chờ khi dễ ngươi người tới địa phủ, phán quan sẽ tự xử trí, quỷ nữ lắc đầu một cái, Tiểu Thất gãi đầu một cái. Ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, quỷ nữ cặp mắt rơi lệ, phút chốc nhỏ tiếng nói, ta muốn đi gặp ba mẹ ta một lần cuối, nghe nói như vậy, Tiểu Thất ánh mắt rơi ở trên người Cố Bân. Cố Bân vội vàng nói, ta biết nhà nàng ở nơi nào, bằng không ta mang theo nàng trở về đi, Tiểu Thất gật đầu một cái, theo trong túi sách xuất ra chiêu hồn túi đưa cho Cố Bân đào. Ta cho ngươi biết thần chú, đợi nàng thấy xong cha mẹ, đưa nàng thu vào chiêu hồn túi, sau đó cho ta đưa nàng đi địa phủ luân hồi chuyển thế, yên tâm. Không có việc gì, Tiểu Thất đem thần chú dạy cho Cố Bân, hắn đọc hai lần, sau đó mở ra chiêu hồn túi, Tiểu Thất chỉ chiêu hồn túi, quỷ nữ gật đầu một cái. Hóa thành một vệt khói xanh chui vào chiêu hồn trong túi, Tiểu Thất vỗ tay một cái, được rồi, trước đưa ta trở về quán rượu. Ngươi lại mang nàng đi gặp cha mẹ, ngươi không thu thập huyết con nhện rồi hả? Tiểu Thất đạo, nào có dễ dàng như vậy, bây giờ căn bản không dễ tìm, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nói. Huyết con nhện bị ta đả thương, lật không nổi sóng lớn rồi, vậy thì tốt, ta còn sợ hãi huyết con nhện ăn thịt người đây, Tiểu Thất cười một tiếng, bây giờ hắn ẩn núp cũng không kịp. Còn thế nào ăn thịt người, trời đã sáng, hẳn rất dễ dàng tìm tới huyết con nhện, buổi tối tại sao khó tìm, Tiểu Thất lông mày nhướn lên, huyết con nhện núp ở nữ sinh lầu túc xá. Nếu là đem nữ sinh đánh thức, khẳng định bị làm thành tên háo sắc, ta còn tốt các ngươi sẽ không nhất định rồi, đúng đúng, ta một đời thanh danh không thể phá hủy.
Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 616, hắc thủ sau màn. Một nghe được Cố Bân mà nói, tiểu thất nửa đùa nửa thật đạo, người còn một đời thanh danh, tùy tiện tìm một người hỏi một chút. Đối với các ngươi phỏng chừng cũng không có ấn tượng gì tốt, Cố Bân không có tức giận, thở dài nói, tiểu huynh đệ nói rất đúng, chúng ta làm việc không có khả năng làm hoàn mỹ, hơn nữa. Cảnh sát bên trong cũng có rất nhiều con sâu làm dầu nồi canh, bất quá ta Cố Bân dám vỗ ngực bảo đảm. Làm cảnh sát đến bây giờ cho tới bây giờ không có làm qua một món thật xin lỗi dân chúng chuyện, Cố đội nói không tệ, chúng ta cũng dám bảo đảm, thật ra thì nha. Dân chúng cũng không có bao nhiêu yêu cầu, chỉ cần bình an, để cho bọn họ cảm thấy công bình, cũng rất tốt, tiểu Kim cũng vỗ ngực nói, tiểu thất gật đầu một cái. Thật ra thì chúng ta có chút tương tự, người chúng ta gian pháp sư, cũng là lùng bắt lệ quỷ ác yêu, các ngươi lùng bắt phần tử phạm tội. Trên bản chất cũng là vì bảo vệ dân chúng, mấy người gật đầu một cái, biểu thị tiểu thất mà nói rất hợp lý, đi tới trường học cửa, lên cảnh sát, rời đi chức giáo. Tiểu thất sở dĩ không sợ huyết con nhện tổn thương người, là bởi vì hắn đã bị đả thương, hơn nữa Tuyết Yêu vẫn còn trường học, bằng huyết con nhện bây giờ tu vi, đã không phải là Tuyết Yêu đối thủ. Cố Bân bọn họ đem tiểu thất đưa về quán rượu sau, đoàn người mang theo chiêu hồn trong túi nữ sinh đi trước thấy nàng cha mẹ, trở lại quán rượu đã nửa đêm hơn 11 giờ, mở cửa phòng vừa nhìn. Trần Thần còn chưa ngủ, đang ngồi ở trên ghế salon xem TV đây, tiểu thất nghi hoặc vấn đạo, ngươi thế nào còn chưa ngủ, Trần Thần đạo ta xem ngươi không có trở lại. Nếu như ngươi tìm ta hỗ trợ, động tác cũng sẽ mau mau, không sao, mau ngủ đi, nói xong, tiểu thất cũng đi vào gian phòng của mình rửa mặt một hồi. Nằm ở mềm mại trên giường thư thư phục phục ngủ, ăn được ngủ được sướng như tiên, là phi thường thích ý sinh hoạt. Buổi trưa 11 giờ 30, 5 người đi tới quán rượu phòng ăn. Điểm tâm cơm chưa ăn một bữa, từ lão đầu uống trà, đạo, Vương tiểu tử, ngươi tối ngày hôm qua đã làm gì, tiểu thất lông mày nhớn lên. Làm sao ngươi biết ta đã đi ra ngoài, từ lão đầu bĩu môi, người nào không biết tiểu tử ngươi là đức hạnh gì, ngày hôm qua cái linh dị cố vấn đến. Ta cũng biết, ngươi biết ra ngoài, ngươi rất hiểu rõ ta à, mới vừa nói xong, điện thoại di động reo lên, móc ra vừa nhìn, là Cố Bân gọi điện thoại tới, nghe điện thoại. Nói cho hắn biết tự mình ở quán rượu phòng ăn ăn cơm, trong chốc lát Cố Bân mang theo tiểu kim đó đi tới phòng ăn, hắn đem chiêu hồn túi trả lại cho tiểu thất nhận lấy chiêu hồn túi. Tiểu thất đạo, quỷ nữ thấy cha mẹ của nàng đi, Cố Bân gật đầu một cái, gặp được, chúng ta sẽ ở cửa chờ lấy nàng, ngươi là không thấy nàng đương thời rất thương tâm. Ánh mắt đều khóc đỏ, trong dự liệu, sau khi ăn cơm xong, thì đi trường chuyên nghiệp thu thập cục diện rối rắm rồi, vẫn là cùng đêm qua giống nhau. Đậu xe xong nghênh ngang đi vào trường học, đứng ở cửa an ninh cũng không có ngăn trở, đi tới phòng ngủ nam phòng dưới lầu, tiểu thất ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ngay sau đó hô Tuyết Yêu. Đi xuống, lời nói chưa dứt thanh âm, bên tai liền vang lên cực kỳ sốt ruột thanh âm, quay đầu nhìn lại, Tuyết Yêu đang đứng tại vài mét nơi nhìn mấy người, tiểu thất cười một tiếng. Đi tới Tuyết Yêu bên cạnh, đạo, ngươi có tìm được hay không huyết con nhện tung tích, Tuyết Yêu lắc đầu một cái, không tìm được, hắn hẳn là trốn đi, tiểu thất gật đầu một cái, hỏi tiếp. Vậy ngươi có tìm được hay không cái khác quỷ, ta tối hôm qua ngủ tới, liền mới vừa rồi ra ngoài tìm trong chốc lát nghe nói như vậy, tiểu thất cảm giác mình tim nhận được đòn nghiêm trọng. Tuyết Yêu cũng quá không phụ trách rồi, bất đắc dĩ nói, được rồi, tự chúng ta tìm, ngươi nên đi nơi đó thì đi chỗ đó, tiểu thất lấy ra ngũ hành kỳ, đôi môi khẽ nhúc nhích, bàn tay vung lên. Ngũ hành kỳ tứ tán mà đi, 2-3 phút sau, bên tay phải bay trở về một mặt ngũ hành kỳ, không bao lâu còn lại 4 bề lá cờ cũng bay trở lại, thu cất lá cờ, hướng bên tay phải đi tới. Ước chừng đi 5-6 phút, đi tới một cái nhà phía dưới lầu túc xá, thấy ra ra vào vào toàn bộ là nữ sinh, tiểu thất cho Cố Bân nháy mắt, Cố Bân ho nhẹ một tiếng.
đi tới túc quản A-di chỗ ở địa phương đi giao thiệp mấy câu, còn không tới nửa phút, túc quản A-di tiếng quát mắng vang lên, sau đó thấy Cố Bân như bay vọt ra, hắn chưa tỉnh hồn nói, xong đời. Ta một đời thanh danh toàn phá hủy, tiểu thất đào cặp mắt trắng dã, túc quản A-di có nhường hay không chúng ta đi vào, ngươi không thấy ta là bị đánh đi ra sao, được rồi. Tóm lại được nghĩ biện pháp mới được, huyết con nhện khả năng liền tránh ở trên mặt này, Cố Bân suy nghĩ phút chốc, nói, ngươi chờ ta một hồi, ta gọi điện thoại cho lãnh đạo trường học. Điện thoại đánh ra chừng 10 phút đồng hồ, một người vóc dáng mập mạp nam nhân chậm rãi chạy tới đây, hắn đi tới Cố Bân bên cạnh, trên mặt thịt béo căng thẳng, Cố sĩ quan cảnh sát. Người tìm ta có chuyện gì, Cố Bân đánh coi rồi hắn liếc mắt từ tốn nói, chúng ta muốn lên nhà này lầu túc xá, nam tử mập mạp nhìn một cái ra ra vào vào nữ sinh, có vẻ khó xử. Cố sĩ quan cảnh sát có thể chờ hay không hơn nửa canh giờ, chờ học sinh đi học là có thể lên đi rồi, nghe vậy, Cố Bân nhìn tiểu thất liếc mắt, tiểu thất lắc đầu một cái, Cố Bân ngay sau đó nói. Không được, này, được rồi, các ngươi đi theo ta, mập mạp nam nhân mang theo mấy người đi tới túc quản A-di vị trí địa phương, hắn đi vào cùng túc quản A-di nói mấy câu. Túc quản A-di đi ra nhìn tiểu thất bọn họ liếc mắt, đạo, sớm một chút đi xuống, mập mạp nam nhân cười ha hả nói, Cố sĩ quan cảnh sát các ngươi có thể lên đi rồi, Cố Bân gật đầu một cái. Sau đó mang theo tiểu thất bọn họ lên lầu túc xá, đợi Cố Bân mấy người thân hình biến mất không thấy gì nữa, nam tử mập mạp nụ cười trên mặt biến mất, hắn tàn nhẫn mắng nhỏ đôi câu. Sau đó xoay người rời đi, tiểu thất trong tay cầm la bàn, theo la bàn chỉ dẫn phương hướng trên lầu, rất nhanh đi tới lầu 3, chuyển vào một gian trong nhà trọ, cửa túc xá đóng chặt. Gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một đạo giọng nữ, ngay sau đó cửa phòng mở ra, nữ hài nghi hoặc vấn đạo, các ngươi tìm ai, tiểu thất không trả lời, ánh mắt nhìn vào trong nhà trọ. Gian túc xá này rất không sạch sẽ, trong đó có yêu khí cũng có quỷ khí, bước vào trong túc xá, nữ sinh ngăn lại tiểu thất ngươi là ai nha? Nếu không nói ta gọi túc quản A-di tới, Cố Bân móc ra giấy chứng nhận cho nữ sinh nhìn một cái, nàng lẩm bẩm một câu, sau đó ngồi vào trên giường, tiểu thất nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt. Ngay sau đó đi tới sân thượng, đem cửa nhà cầu mở ra, môn vừa mới mở ra một ít, một cỗ quỷ khí đập vào mặt, tiểu thất lui về phía sau một bước, cẩn thận đánh coi nhà cầu. Trong nhà vệ sinh quỷ khí rất nặng, nhưng lại không có quỷ tung tích, đem cửa nhà cầu đóng lại, đi vào nhà trọ nhìn nữ sinh kia nói. Người mới vừa rồi là không phải trải qua nhà cầu, nữ sinh trợn mắt nhìn tiểu thất liếc mắt, lưu manh, đột nhiên, tiểu thất kiếm chỉ rơi vào nữ sinh mi tâm, nữ sinh kêu đau đớn một tiếng. Mở ra tiểu thất tay, giống to, ngươi muốn làm gì, tiểu thất ánh mắt lạnh lùng, đạo, ngươi là người, trong cơ thể vì sao lại có quỷ khí ba động, lời này vừa nói ra, nữ sinh ánh mắt lóe lên. Phản bác, bệnh thần kinh, nói cái gì đều nghe không hiểu, tiểu thất cười lạnh một tiếng, móc ra kiếng bát quái đặt ở nữ hài trước mặt, chỉ kiếng bát quái nói. Người trong nhận thức là ai chăng, nữ hài nghi ngờ nhìn kiếng bát quái liếc mắt, sau đó trợn mắt ngoác mồm, nàng thấy soi sáng ra tới căn bản không phải chính mình. Là một trương giữa nát không chịu nổi, giữ lại tai tóc ngắn khuôn mặt nàng sừng sốt một chút, sau đó lớn tiếng hét dầm lên. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 617, hắc thủ sau màn hai Cố Bân mặt liền biến sắc, muốn che nữ sinh miệng, tiểu thất nhưng là kéo lại hắn, hắn không hiểu nhìn tiểu thất, thấy hắn bộ dáng như vậy. Tiểu thất từ tốn nói, không việc gì, không cần để ý tới, nàng kêu như vậy đi xuống, những học sinh khác nhất định sẽ tới xem một chút là chuyện gì xảy ra, tiểu thất lắc đầu một cái. Cố Bân phi thường nghi ngờ, nhưng loại chuyện này không phải hắn nên nhúng tay, nữ sinh hét lên mười mấy giây đồng hồ, ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ, nàng thấy kiếng bát quái bên trong.
kia giữa nát gương mặt bắt đầu chóc ra, còn kèm theo buồn nôn mủ dọc theo gò má chảy xuống. Đột nhiên, nữ sinh thấy buồn nôn trên mặt Phương, duỗi tiếp theo chỉ già nua tràn đầy nếp nhăn cánh tay. Cánh tay bắt lại kia tai tóc ngắn, từ từ đem tóc xốc hết lên, máu tươi chảy xuống, cùng trên mặt chảy ra mủ hỗn hợp, làm người nôn mửa. Nữ sinh hai tay cầm lấy trên giường bị từ. Thân thể run rẩy, cái trán lăn xuống mồ hôi hột thế nhưng lộ ra sợ hãi cặp mắt, lại một khắc không hề rời đi kiếng bát quái, thấy nữ hài cái bộ dáng này, Cố Bân cùng Tiểu Kim rất nghi ngờ. Nàng thấy cái gì, Tiểu Thất chỉ nữ hài bên người, ý tứ là để cho chính bọn hắn đi xem, Cố Bân cùng Tiểu Kim cẩn thận từng ly từng tí tiến tới nữ hài bên người. Sau đó từ từ nghiêng đầu nhìn về phía kiếng bát quái, khi bọn họ thấy kiếng bát quái bên trong cảnh tượng lúc cũng không ức chế được sợ hãi, kiếng bát quái bên trong đầu người mạo hiểm máu tươi. Một cái già nua bàn tay chính đào con ngươi, nhét vào đầu người trong miệng, miệng từ từ nhai, Cố Bân hai người tựa hồ có thể nghe được cắn vào con ngươi thanh âm, nôn, nôn. Bọn họ bây giờ nhìn không nổi nữa, đầu nghiêng một cái, mấy sải bước vọt vào trong nhà vệ sinh, khom người nôn mửa liên tục nghe được cái này cõi lòng tan nát nôn mửa âm thanh. Tiểu Thất cười một tiếng, không có chuyện gì tìm chịu tội, ói 4-5 phút, hai người đem bữa cơm đêm qua đều phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, bước chân trôi nổi đi tới, ai oán nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn một cái nhìn chằm chằm kiếng bát quái nữ sinh, thật đúng là lợi hại nha, đến loại trình độ này, còn không ra, nữ hài đi nhà cầu lúc núp ở nhà cầu quỷ chiếm hữu nàng thân. Hơn nữa ẩn núp đặc biệt sâu, muốn đem quỷ lấy ra, nhất định phải tiếp xúc được nữ hài thân thể, nhưng nàng một cô gái, chắc chắn sẽ không nguyện ý, Tiểu Thất cũng không tiện. Vì vậy sẽ để cho nữ hài nhìn kiếng bát quái bên trong, kiếng bát quái chung tràng cảnh giống như phim kịch dị giống nhau, kích thích nữ hài linh hồn nàng một khi khẩn trương quá độ. Sẽ buông lỏng, tránh ở trong cơ thể nàng quỷ là có thể hoàn toàn trên người, mà Tiểu Thất chờ cũng là khi đó, chỉ cần quỷ một khi có động tĩnh, lập tức làm phép đưa nó bắt tới. Nhưng nữ hài năng lực chịu đựng, vượt xa rồi Tiểu Thất dự liệu, Cố Bân hai người nhìn một hồi đều không chịu nổi, nàng lại loại trừ sợ hãi, không có một chút cái khác phản ứng. Cũng là hiếm thấy cái quái, nữ hài đã không nhìn thấy trong bát quái cảnh tượng, nàng xem vào trong mắt là một mảnh màu đỏ, mà một đầu thật dài đầu lưỡi, chính liếm mủ cùng huyết dịch chất hỗn hợp. Sự tình là tại ngoài ý liệu, nữ hài tiếng thét chói tai cũng không có dẫn tới một người, có lẽ là dĩ vãng bình thường sẽ có loại này tiếng thét chói tai. Những người khác cũng không cảm thấy ngạc nhiên, tựu tại lúc này, trên người cô gái toát ra nồng đậm hắc khí, thấy màn này, Tiểu Thất xuất ra một đạo linh phù dán tại nữ hài nơi mi tâm. Ngón tay nhanh chuẩn tàn nhẫn nắm được nữ hài ngón giữa, dùng sức kẹp một cái, nữ hài kêu đau đớn một tiếng, một cái bóng mờ chậm rãi hiện lên, đưa tay chộp một cái, đem hư ảnh nắm trong tay. Nữ hài thân thể mềm nhũn, ngã lên giường, Cố Bân nhìn nữ hài trắng bệch sắc mặt có chút bận tâm, Tiểu huynh đệ, nàng sẽ không xảy ra chuyện chứ, sẽ không chỉ là nhìn một bộ phim kịch gì. Ngủ một giấc là tốt rồi, vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện, Tiểu Thất cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trong tay bắt lại hư ảnh trên người. Tướng mạo cùng lúc trước kiếng bát quái bên trong giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt chính là không có chóc da chảy mủ, Cố Bân nhìn một cái, đạo. Cũng còn khá cùng vừa mới nhìn thấy không giống nhau, nghe nói như vậy, Tiểu Thất cười một tiếng, có muốn hay không khiến nó lại biểu diễn một lần, vẫn là liền như vậy. Ta không thích nhìn phim kịch dị, Cố Bân vội vàng nói, Tiểu Thất hắng giọng một cái, nhìn quỷ nữ đạo tên họ là gì, lúc nào chết, tại sao không đi đầu thai. Ghé vào cô nữ sinh này trên người muốn làm gì, toàn bộ cho ta nói rõ ràng, ta gọi là Khâu Sương, 3 năm trước đây chết đột một tại nhà trọ, phía sau hai vấn đề, ta. Khâu Sương nói quanh co Tiểu Thất sắc mặt một nghiêm ngặt quát lên, nói mau, nếu là còn ấp a ấp úng, cho ngươi hồn phi phách tán.
Khâu Xương ngẩn ra, im lặng không lên tiếng, Tiểu Thất híp mắt, đạo, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút, ngươi là sẽ không nói, bàn tay bóp một cái ở quỷ nữ cổ. Mạnh mẽ dùng sức, quỷ nữ thống khổ không chịu nổi, nhưng như cũ mạnh miệng không nói lời nào, Tiểu Thất cái tay còn lại nắm chỉ quyết vừa muốn đánh vào quỷ nữ trên người, trong lúc bất chợt. Một cỗ cường đại quỷ khí theo bốn phương tám hướng vọt tới, một bàn tay vô hình bắt lại quỷ nữ không có phát ra mảy may tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp hồn phi phách tán. Tiểu Thất ngơ ngẩn, trừng mắt to nhìn hồn phi phách tán quỷ nữ, mới vừa rồi quỷ khí là ai, quỷ nữ hồn phi phách tán sau, quỷ khí nhanh chóng tiêu tan. Trong chớp mắt biến mất không còn chút tung tích, một điểm vết tích cũng không có, lúc này, trần nhà rơi xuống một thứ, ba tháp một tiếng nện xuống đất, mọi người cúi đầu vừa nhìn. Là một cái lớn cỡ bàn tay cả người màu đỏ con nhện, Cố Bân nhìn Tiểu Thất liếc mắt, ý tứ là hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì, Tiểu Thất căn bản không chú ý tới Cố Bân ánh mắt, hắn đang suy tư vấn đề. Cường đại quỷ khí, chết huyết con nhện, hết thảy các thứ này đều tỏ rõ, này trong trường học còn có một cái kinh khủng quỷ, cái này quỷ khẳng định không phải mới tới. Trung quy mới vừa rồi hồn phi phách tán quỷ nữ đã chết hơn 3 năm, mới vừa rồi nhất định chính là đối với Tiểu Thất khiêu khích, biết rõ hắn tại, lại dám còn đem quỷ nữ đánh hồn phi phách tán. Một mặt nói rõ mới vừa xuất thủ quỷ gan lớn, một mặt khác là hắn có gan lớn tư bản, phục hồi lại tinh thần, một cước đem trên mặt đất con nhện dẫm đạp nát bấy, Tử Tốn nói. Chúng ta xuống lầu đi, trên đất chính là huyết con nhện, Cố Bân hỏi, Tiểu Thất gật đầu một cái, chính là huyết con nhện, còn có mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện tiêu diệt quỷ nữ. Lại thật nhanh tàn đi quỷ khí, nói rõ nghề nghiệp này trong trường học còn có một cái lợi hại hơn, ngay cả ta đều không cảm giác được quỷ khí theo cái hướng kia đánh tới. Xem ra cái này quỷ thực lực rất đáng sợ, lần đầu tiên tới trường này, Tiểu Thất liền suy đoán nơi này không thua gì một cái quỷ ổ, huyết con nhện xuất hiện, để cho Tiểu Thất bỏ đi ý nghĩ. Nhưng mới rồi một màn, ý nghĩ tại Tiểu Thất trong đầu đã thâm căn cố đế, Tiểu Thất cảm thấy sợ, nếu như hắn không ra tay, hắn căn bản không nghĩ tới còn có càng thêm lợi hại chủ. Cố Bân bọn họ cũng là để cho Tiểu Thất mà nói khiếp sợ không nên, từng cái há to mồm, cũng không muốn tin tưởng, nhưng lúc trước một màn, lại không thể không tin. Tiểu Thất xoay người đi ra nhà trọ, Trần Thần bọn họ vội vàng đuổi theo, đi xuống lầu, đụng phải Tuyết Yêu, nàng sắc mặt nghiêm túc, đi nhanh đến Tiểu Thất bên cạnh, đạo Tiểu Từ. Làm sao ngươi biết nàng chết, ách Tiểu Thất không lời nào để nói, không biết rõ làm sao cùng cô nữ sinh này giải thích, Cố Bân bọn họ cũng tiến tới góp mặt. Hắn hiếu kỳ nhìn quỳ dưới đất nữ sinh đạo, Tiểu huynh đệ, cô gái kia tại sao quỳ dưới đất, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Cố Bân, chậm rãi nói, cô sĩ quan cảnh sát, chuẩn bị xuất cảnh đi. Nàng đã chết, chết, Cố Bân mở chừng hai mắt, vô cùng khiếp sợ, Tiểu Thất gật đầu một cái, trên người tản ra xác thối, các ngươi coi như cảnh sát hình sự.
không ít cùng thi thể giao thiệp với, chẳng lẽ không ngửi thấy, Cố Bân tàn nhẫn mắng một câu, sau đó để cho Tiểu Kim gọi điện thoại thông báo những người khác chạy tới. Hắn theo trong túi sách xuất ra một đôi bao tay trắng, hướng quỷ nữ sinh đi tới, lúc trước nói cho Tiểu Thất sự tình cô gái kia, nhẹ giọng nói. Làm sao ngươi biết nàng chết, Tiểu Thất hít mũi một cái, cười nói, Thiên Phú, nữ hài che miệng cười duyên một tiếng, cho Thiên Phú mới là mũi. Ngươi nhưng là người ôi chao, Tiểu Thất một đầu hắc tuyến, trí tưởng tượng làm sao lại như vậy phong phú, liên tưởng không nhận nàng, thật là một tổn thất lớn, tựu tại lúc này. Cố Bân quay đầu hô Tiểu huynh đệ, ngươi mau tới đây nhìn một chút. Khâu Xương ngẩn ra, im lặng, không lên. Khâu Xương ngẩn ra, im lặng không lên tiếng, Tiểu Thất híp mắt, đạo, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút, ngươi là sẽ không nói, bàn tay bóp một cái ở quỷ nữ cổ. Mạnh mẽ dùng sức, quỷ nữ thống khổ không chịu nổi, nhưng như cũ mạnh miệng không nói lời nào, Tiểu Thất cái tay còn lại nắm chỉ quyết vừa muốn đánh vào quỷ nữ trên người, trong lúc bất chợt. Một cỗ cường đại quỷ khí theo bốn phương tám hướng vọt tới, một bàn tay vô hình bắt lại quỷ nữ không có phát ra mảy may tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp hồn phi phách tán. Tiểu Thất ngơ ngẩn, trừng mắt to nhìn hồn phi phách tán quỷ nữ, mới vừa rồi quỷ khí là ai, quỷ nữ hồn phi phách tán sau, quỷ khí nhanh chóng tiêu tan. Trong chớp mắt biến mất không còn chút tung tích, một điểm vết tích cũng không có, lúc này, trần nhà rơi xuống một thứ, ba tháp một tiếng nện xuống đất, mọi người cúi đầu vừa nhìn. Là một cái lớn cỡ bàn tay cả người màu đỏ con nhện, Cố Bân nhìn Tiểu Thất liếc mắt, ý tứ là hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì, Tiểu Thất căn bản không chú ý tới Cố Bân ánh mắt, hắn đang suy tư vấn đề. Cường đại quỷ khí, chết huyết con nhện, hết thảy các thứ này đều tỏ rõ, này trong trường học còn có một cái kinh khủng quỷ, cái này quỷ khẳng định không phải mới tới. Trung quy mới vừa rồi hồn phi phách tán quỷ nữ đã chết hơn 3 năm, mới vừa rồi nhất định chính là đối với Tiểu Thất khiêu khích, biết rõ hắn tại, lại dám còn đem quỷ nữ đánh hồn phi phách tán. Một mặt nói rõ mới vừa xuất thủ quỷ gan lớn, một mặt khác là hắn có gan lớn tư bản, phục hồi lại tinh thần, một cước đem trên mặt đất con nhện dẫm đạp nát bấy, Tử Tốn nói. Chúng ta xuống lầu đi, trên đất chính là huyết con nhện, Cố Bân hỏi, Tiểu Thất gật đầu một cái, chính là huyết con nhện, còn có mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện tiêu diệt quỷ nữ. Lại thật nhanh tàn đi quỷ khí, nói rõ nghề nghiệp này trong trường học còn có một cái lợi hại hơn, ngay cả ta đều không cảm giác được quỷ khí theo cái hướng kia đánh tới. Xem ra cái này quỷ thực lực rất đáng sợ, lần đầu tiên tới trường này, Tiểu Thất liền suy đoán nơi này không thua gì một cái quỷ ổ, huyết con nhện xuất hiện, để cho Tiểu Thất bỏ đi ý nghĩ. Nhưng mới rồi một màn, ý nghĩ tại Tiểu Thất trong đầu đã thâm căn cố đế, Tiểu Thất cảm thấy sợ, nếu như hắn không ra tay, hắn căn bản không nghĩ tới còn có càng thêm lợi hại chủ. Cố Bân bọn họ cũng là để cho Tiểu Thất mà nói khiếp sợ không nên, từng cái há to mồm, cũng không muốn tin tưởng, nhưng lúc trước một màn, lại không thể không tin. Tiểu Thất xoay người đi ra nhà trọ, Trần Thần bọn họ vội vàng đuổi theo, đi xuống lầu, đụng phải Tuyết Yêu, nàng sắc mặt nghiêm túc, đi nhanh đến Tiểu Thất bên cạnh, đạo Tiểu Từ. Mới vừa rồi, quỷ khí ngươi cảm giác không có, Tiểu Thất gật đầu một cái, cảm thấy, tương đối đáng sợ, xác thực đáng sợ, ta tu luyện hơn 1000 năm. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường đại như thế quỷ khí, Tuyết Yêu trầm giọng nói, đụng phải này việc chuyện cũng thật là căm tức, không có mấy ngày sẽ phải rời khỏi Xuân Thành rồi.
lại đi ra một cái đáng sợ quỷ, mấy ngày nay cẩn thận một chút, chờ đi rồi phía Tây là tốt rồi, tiểu thất cũng không tin tưởng, loại thực lực này quỷ. Tiểu thất cũng không tin tưởng, loại thực lực này quỷ, đối với Trúc Dung Thạch sẽ không có suy nghĩ gì, đến Trúc Dung Thạch xuất thế chi địa tự nhiên có người thu thập. Chương 619, chuộc tội hai Cố Vân bọn họ cuống cuồng hỏng rồi, những học sinh này cũng quá cố chấp rồi, nếu là xảy ra chuyện nên trách ai, Tiểu Kim Liên đả rồi 3-4 cái điện thoại. Thúc giục đồng nghiệp vội vàng tới, nữ thi ngẩng đầu nhìn một chút rực rỡ trời quang, ánh mắt quét qua vây xem học sinh, đột nhiên, nàng ngửa mặt lên trời gào thét. Thi khí tự nữ thi trong cơ thể bạo phát ra, khóe miệng hai khỏa sắc bén hàm răng xuất hiện, dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt, cương thi ôi chao, chụp nhanh chiếu, thật là cương thi. Nàng thế nào biến thành cương thi, nữ thi này gầm lên giận dữ, không để cho vây xem học sinh sợ hãi, từng cái ngược lại càng hiếu kỳ hơn đi phía trước đầy. Sự tình lúc nào cũng thiên biến vạn hóa, ngay tại vây xem học sinh đem tiểu thất chen đến phía sau thời điểm, nữ thi hướng đám người nhào tới, tiểu thất phí sức chen vào. Lòng hiếu kỳ để cho những học sinh này căn bản không cố sống chết đi phía trước đầy, tiểu thất chửi nhỏ một tiếng, hô to một tiếng, tuyết yêu, nhanh tới đây hỗ trợ, không có cách nào. Chỉ có thể để cho tuyết yêu tới đem nơi đây nhiệt độ hạ xuống đi, hắn cũng không tin, 4-5 độ nhiệt độ còn không chống nổi những học sinh này lòng hiếu kỳ, phút chốc. Tuyết yêu xuất hiện bên người tiểu thất, nàng từ tốn nói, tiểu tử tìm ta làm gì, tiểu thất chỉ trước mắt làm thành một vòng, trong tay giơ điện thoại di động học sinh, đạo. Đưa bọn họ đuổi đi, tuyết yêu nét mặt tươi cười như hoa, bàn tay khẽ quơ, nhiệt độ chợt giảm xuống, vô căn cứ bay bông tuyết, tháng năm tuyết bay, thiên hạ hiếm thấy hoan. Vây xem học sinh rốt cuộc cảm giác lạnh, từng cái giúp thân thể trở về chạy, tiểu thất sách long tuyền kiếm xông tới, trước mắt một màn, nhưng là để cho tiểu thất bắt đầu lo lắng. Máu tươi nhuộm đỏ một mảnh, nhất nam lưỡng nữ ngã vào trong vũng máu, ánh mắt như trợn như đóng, phí sức nâng hai tay lên, tại bọn họ trên cổ tồn tại hai cái nổi bật răng động. Cố Vân cùng Tiểu Kim đi lên, sắc mặt khó coi tàn nhẫn mắng mấy câu, nữ thi đứng ở ba bộ thi thể mấy bước địa phương, đầu lưỡi liếm môi, tiểu thất lạnh lùng nhìn nữ thi liếc mắt, trầm giọng nói. Cố sĩ quan cảnh sát, ta đối phó nữ thi, ngươi và ta học trò sẽ bị cắn, ba người mang đi sang một bên, hắn biết rõ làm sao giải thi độc, ta biết rồi, tiểu thất ánh mắt sát ý hiện lên. Trong gang tấc xuất hiện ở nữ thi bên cạnh, long tuyền kiếm chiếu nàng đầu chém bổ xuống, trần thần bọn họ mau tới trước đem ngã trong vũng máu ba người ôm lấy, hướng xa xa đi tới. Tuyết yêu nhìn tiểu thất liếc mắt, hai tay kết cổ quải ấn pháp, bầu trời bay tiểu tuyết dần dần biến thành lông ngỗng tuyết rơi nhiều, trên đất rất nhanh thì chất đống. Chu ma lệnh, long tuyền kiếm hàn quang chợt lóe, đâm vào nữ thi phần bụng, tiểu thất rung cổ tay, mũi kiếm mạnh mẽ chuyển, nữ thi phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Kiếm chỉ thẳng đến nữ thi tim, đem nữ thi đánh bay ra ngoài, ngã tại tuyết động bên trong, lòng bàn chân tàn nhẫn dẫm mặt thân hình xuất hiện ở giữa không trung, cánh tay hất một cái. Long tuyền kiếm nổ bắn ra đi, nữ thi hét lớn một tiếng, đưa tay ra chảo đem long tuyền kiếm nắm trong tay, hướng xa xa ném đi, tiểu thất cười lạnh một tiếng. Thân hình đã xuất hiện ở nữ thi bên cạnh, bàn tay vừa móc kinh chập xuất hiện ở trong tay, nhanh chóng vung chém mà ra, nữ thi cảm giác đau nhức thân thể lui về phía sau ngã, vì vậy.
Kinh Chập không có đem nữ thi đầu cắt rơi vào mà, bất quá cũng chỉ còn lại xương sống bộ phận liên tiếp đầu, một cái bước dài phóng tới, hai tay vồ mạnh ở nữ thi đầu, dùng sức một nắm chặt. Đầu cùng thân thể tách ra, nữ thi cũng không phải hiền lành, tiểu thất nắm chặt xuống nàng đầu lúc cũng bị tàn nhẫn đánh hai chưởng, tiểu thất đem nữ thi đầu ném xuống đất nhổ bãi nước bọt. Lẩm bẩm nói, lại vẫn còn có thể động, không sai, không có đầu nữ thi không có ngã xuống đất, ngược lại từng bước hướng tiểu thất đi tới, tiểu thất cắn bảy ngón tay. Điểm đang Kinh Chập chui kiếm, dùng sức quăng ra ngoài, Kinh Chập lôi kéo màu đỏ cái đuôi, xuyên qua nữ thi thân thể, nữ thi bước chân dừng lại, trên đất đầu nổ tung. Thi thể ứng tiếng ngã xuống, đi tới thi thể bên cạnh, xuất ra một đạo linh phù, ngón tay động một cái, linh phù đốt lên, đem linh phù ném ở trên thi thể rất nhanh thì bốc cháy. Nhìn thi thể dần dần thiêu hủy, tiểu thất lúc này mới an tâm, nhặt lên bị ném ra long tuyền kiếm cùng phệ hồn đinh, đi nhanh đến xa xa Trần Thần bên cạnh bọn họ, thế nào, Trần Thần cắn răng. Nhìn tiểu thất đạo thi độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, không có biện pháp, tiểu thất thở dài, nói, cố sĩ quan cảnh sát, tự các ngươi giải quyết đi. Cố Bân trong lòng nặng nề, phút chốc nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu nói với Tiểu Kim, gọi điện thoại để cho bọn họ tăng thêm tốc độ, đem ba người này đưa đến ngoại ô thiêu hủy. Chờ ta trở về cục cảnh sát sau, sẽ hướng cục trưởng giải thích. Tiểu Kim có chút không cam lòng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, Tiểu huynh đệ. Bọn họ thật không có cứu. Tiểu Thất quét qua ba cái học sinh, bọn họ sắc mặt trắng bệch, đôi môi phát thanh, trong mắt thi khí quanh quẩn. Đây là thi độc xâm nhập toàn thân huyết mạch triệu chứng, thở dài, thấp giọng nói, không cứu, vội vàng thiêu hủy, nếu không bọn họ cũng phải biến hóa cương thi, nói xong. Ba tấm trấn thi phù dán ở trên người bọn họ, vốn là run rẩy ba cái, động tác thoáng cái cứng đờ, liền trấn thi phù đều đã tạo nên tác dụng, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Một xe cảnh sát theo cửa trường mở ra đi vào, nửa phút trái phải, đi tới đại gia bên cạnh, cảnh trên xe xuống ba cái cảnh sát, bọn họ sắc mặt có chút nóng nảy, đi tới Cố Bân bên cạnh. Nhẹ giọng nói, Cố đội xảy ra chuyện, Cố Bân trong lòng hỏa khí lớn đây, mở chừng hai mắt hét lớn, ta chẳng lẽ không biết xảy ra chuyện sao, một người trong đó giải thích nói, Cố đội. Ta nói không phải nơi này, không phải nơi này, đúng, chúng ta cùng nhau tới bảy người, không quá nửa trên đường đội trưởng gọi điện thoại tới, liên hiệp cao ốc treo một cỗ thi thể. Để cho chúng ta vội vàng xuất cảnh, ta biết bên này có chuyện, sẽ để cho hút bọn họ đi qua. Cố Bân trao mày, liên hiệp cao ốc khoảng cách trường học này cũng không xa. Cũng liền một hai cây số lộ trình, lái xe cũng liền ba bốn phần chung, suy nghĩ một chút, đạo trước không muốn xen vào nhiều như vậy. Đêm này ba bộ thi thể mang tới ngoại ô thiêu hủy, bọn họ biến hóa cương thi, đặc biệt, bọn họ chính là tự làm tự chịu, xem náo nhiệt đem chính mình mệnh cho nhìn không có. Cố Bân chửi nhỏ một câu, đi thôi, rời khỏi nơi này trước, Tuyết yêu, ngươi liền ở lại chỗ này giúp ta nhìn, nếu là xảy ra đại sự gì, sẽ tới cho ta biết, Tuyết yêu gật đầu một cái. Thân hình chợt lóe không thấy, hỗ trợ đem ba bộ thi biến thi thể nhét vào cốp sau, sau đó đi đến cửa trường học lên xe cảnh sát, nên xử lý như thế nào ba bộ thi thể. Trần Thần đã nói cho Cố Bân bọn họ cần phải dùng đào mộc thiêu hủy, để tránh thi độc tàn mát ra, không phải là độc nhất vô song, xe cảnh sát lái ra trường học không tới 100 mét. Tiểu Kim điện thoại vang lên, hắn tiếp thông điện thoại sau, vốn là âm trầm khuôn mặt càng thêm khó coi, hồi lâu, hắn nghiêng đầu nói với Cố Bân, Cố đội, liên hiệp cao ốc cũng là một cụ nữ thi. Nữ thi cũng là khi dễ nhảy lầu nữ hài một người trong đó, gì đó, Cố Bân sắc mặt đại biến, Tiểu Kim nói tiếp, không chỉ có như thế. Nữ thi ngực cũng có hai cái chữ bằng máu, tiểu thất nhướng mày một cái, chữ gì, chuộc tội, dựa vào, vội vàng lái xe đi ngươi nói liên hiệp cao ốc.
gọi điện thoại cho các người đồng nghiệp, thi thể không có mở mắt trước, đưa nàng cột chắc treo trở về, Tiểu Thất mắng một câu, cuống cuồng nói. Chẳng lẽ bộ kia nữ thi cũng là cương thi, rất có thể, mới vừa rồi tiêu diệt này bộ nữ thi, ngực thì có chuộc tội hai cái chữ bằng máu, Tiểu Kim, lái nhanh một chút. Cố Bân một bên thúc giục Tiểu Kim lái xe, một bên gọi điện thoại thông báo liên hiệp cao ốc đồng nghiệp, 2 phút không tới, xe đang liên hiệp cao ốc ngừng lại, mấy người vội vàng xuống xe. Ngẩng đầu nhìn lên, nữ thi chính treo ở bầu trời.